chương 2640, tổ địa cửu xa. Nhìn thấy con trai, những con dâu trở về, hai vị lão nhân ra cực kỳ hài lòng, nhưng không nhìn thấy cháu trai, cháu gái mới xuất hiện, khó tránh khỏi lại có chút thất vọng, làm sao vợ nhiều như vậy, nhưng không có một chút xíu động tĩnh chứ. Nhạc hồng thường còn cố ý kéo các nữ vào trong phòng nói thầm, mịt mờ hỏi có phải là con trai mình ở phương diện nào đó có vấn đề gì, hay quá lạnh nhạt. Để khuôn mặt các nữ đỏ hồng, vợ chồng Lăng Nguyệt Ngôn cùng Trình Chi Long cũng ở đây, thời điểm nhìn thấy lăng hàn lăng nguyệt ngôn tự nhiên ngọt ngào kêu một tiếng ca mà trình chi long thì có vẻ cực kỳ kinh hoàng dù sao trước đó lăng hàn để lại cho hắn bóng ma mãnh liệt trong lòng a lăng hàn ở thật nhiều ngày cho cha mẹ tiểu muội rất nhiều tài nguyên tu luyện hắn cũng mỗi ngày không ngừng tu luyện cảnh giới đang cấp tốc tăng lên từ nhị bí bắt đầu hắn tu đều là quy tắc dị vực hiện tại tu luyện lại từ đầu một lần bù đắp quy tắc của tiên vực để hắn nhận thức quy tắc lại có lý giải mới Đặc biệt là hắn còn đứng ở trên độ cao của chúa tể thiên địa, lý giải tự nhiên càng thêm sâu sắc. Dưới thời gian chảy ra tốc, ngăn ngắn 3 năm mà thôi, tu vi của hắn liền tăng lên tới độ cao của thập nhất bí. Đến một bước này, trên thực tế hắn đã trở lại thăng nguyên, bởi vì nguyên lực của hắn đã có một bộ phận chuyển hóa thành nguyên lực, nhưng hắn không có vội vượt qua, dự định cẩn thận lắng động một hồi. Hắn rời luân hồi thụ ra, nếu không thể dùng hắc tháp, luân hồi thụ tự nhiên cũng nên di chuyển. Đến lúc này, nhu cầu của hắn đối với luân hồi thụ cũng không phải quá to lớn đã tu thành thời gian tiên thể bản thân là có thể hóa thành thời gian chảy hữu hiệu hơn tất cả dựa theo cha mẹ nói mấy trăm năm trước lăng kiến tuyết đã trở lại một lần nhưng lại vội vội vàng vàng rời đi lăng hàn biết con trai không có chuyện gì liền yên tâm hơn nữa chỉ cần hắn ở trong tiên vực đối với người thân an nguy sẽ có một loại cảm ứng bản năng đến năm thứ tư lăng hàn liền ngồi không yên dự định rời đi trước tiên đi tổ địa cửu xà xem một chút đi Nữ hoàng đột nhiên nói, Lăng Hàn nghĩ đến thời điểm còn ở cổ giới, hắn đáp ứng nữ hoàng muốn đi tổ địa cửu xa ở tiên vực, chỉ là trước bởi vì đủ loại nguyên do nên chưa hoàn thành. Nguyên bản, nữ hoàng về tổ địa chủ yếu là vì bù đắp tiên thai, nhưng hiện tại nàng tu ra thái trụ vô cực thể, loại thể chất này có thể nói là thể chất cường đại nhất thế gian, có cái gì có thể mạnh mẽ hơn thời gian. Bởi vậy, bù đắp thể chất cửu xa tộc liền trở nên thứ yếu, mặc dù nhiều một loại thể chất luôn có một chút xíu chỗ tốt. Trở lại, chủ yếu là một loại khúc mắc là hy vọng đời đời của nữ hoàng nhất mạch được trước tiên đi tổ địa cửu xa lại về đông tiên vực lang hàn làm ra quyết định đoàn người xuất phát đi tới tổ địa cửu xa đương nhiên cái này có một vấn đề bọn họ không biết tổ địa cửu xa ở đâu cũng còn tốt trong huyết mạch truyền thừa của nữ hoàng có một ít ký ức liên quan tới tổ địa sau khi lấy ra lại đối chiếu địa đồ nghiên cứu rất lâu bọn họ rốt cuộc tìm được địa điểm cái này ở liệt diếm thiên cách bọn họ tương đương xa có truyền tống trận chạy đi tự nhiên không thành vấn đề bọn họ sử dụng từng tòa từng tòa truyền tống trận tiết kiệm được vô số thời gian gần như nửa năm sau bọn họ liền tiến vào liệt diễm thiên tổ địa cửu xà ở khu vực phía tây của liệt diễm thiên nơi đó có một đại hải trong biển rộng có hòn đảo được xưng là cửu xà đảo bọn họ đi tới cạnh biển lăng hàn từ trong không gian thần khí lấy ra một chiếc thuyền lớn bởi vì quan hệ tới hắc tháp hắn cũng nuôi thành thói quen ở trong không gian thần khí thả xuống các loại đồ vật cả đám theo gió vượt sóng, mấy ngày sau, một hòn đảo to lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, có thể nhìn thấy, hòn đảo này nguyên bản phải có một ngọn núi to lớn, nhưng hiện tại bị chặt đứt, chỉ cao ngàn trường, có vẻ rất đột ngột. Đôi mắt đẹp của nữ hoàng khẽ nhếch, rốt cục trở lại tổ địa, làm cho nàng có chút kích động. Đi thôi, bọn họ rời thuyền, leo lên hòn đảo. Tổ địa cửu xà từ rất nhiều rất nhiều năm trước liền thành phế tích, đó là bởi vì năm đó cửu xà lão tổ lựa chọn đứng ở bên duyên sinh thiên tôn, Kết quả bị thế lực tương ứng của phong tình, cửu ngũ, thanh hỏa thiên tôn đã kích, dẫn đến bộ tộc này chết thì chết, chạy thì chạy. Nữ hoàng tràn ngập cảm khái, nàng rốt cục chu toàn tâm nguyện của cha mẹ, ông bà, cùng với vô số trưởng bối, đi tới tổ địa của bọn họ. Nàng đi rất chậm, xoa xoa từng cọng cây ngọn cỏ nơi này. Người nào dám xông vào tổ địa của loạn gia ta? Trong một tiếng quát mắng, chỉ thấy phía trước đột nhiên bắn ra một tên nam tử, dáng dấp chừng 20 tuổi, một thân áo xanh, tướng mạo đường đường ồ oh, mọi người nhìn lẫn nhau cũng có vẻ hơi kinh ngạc cửu xa nhất mạch không phải diệt gần hết rồi sao cho dù có người may mắn không chết cũng tiến vào cổ giới tại sao lại còn ở đây phải biết tiến vào cổ giới còn muốn một lần nữa về tiên vực đây cơ hồ là chuyện không thể nào lúc trước cổ giới có bao nhiêu cấm địa đều là thế lực từ tiên vực chạy nạn nhưng trải qua bao nhiêu năm có người nào trở lại được tiên vực một cái cũng không có ngươi họ loạn lăng hàn cười hỏi nếu như đối phương thực sự là đời sau của cửu xa nhất mạch, vậy đối với nữ hoàng mà nói là một tin tức tốt, rốt cục có người thân, không còn là lẻ loi một mình. Ta chính là loạn thiên quân, người trẻ tuổi này ngạo nhiên nói, sau đó liếc nhìn đám người lăng hàn, một bộ ta rất cao cao tại thượng, nhưng ánh mắt đảo qua nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ, thì không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm. Các người có bao nhiêu người? Lăng hàn hỏi lại, người hỏi cái này để làm gì? Loạn thiên quân lộ ra vẻ cảnh giác, đồng thời cũng có vẻ hơi không kiên nhẫn, hắn là thân phận cỡ nào, loạn ra có huyết thống của tiên vương, cao cao tại thượng, có thể nói là hậu duệ của đế hoàng. Định nhận thân, lang hàn cười nói, loạn thiên quân nhất thời khít mũi coi thường, ra mặt thật dày, lại muốn kết giao với tiên vương hậu duệ, đây là vô liêm sỉ cỡ nào. Ngươi là thứ gì, hắn khinh thường nói, đùng, nữ hoàng ra tay, mặt của loạn thiên quân bị đánh một tát, nhất thời đánh hắn bay ra ngoài. Người nhà mẹ đẻ thì đã làm sao, dám vô lễ với Lăng Hàn, huynh đệ ruột cũng đánh thành chó. chương 2641, nhận họ hàng. Loạn thiên quân vươn mình bò dậy, lấy tay phải nâng má, lộ ra biểu hiện vừa giận vừa thẹn. Hắn là nhân vật cỡ nào, hậu duệ tiên vương A, lại có người dám đánh hắn. then chốt là, người đánh lại còn là một nữ nhân, để người có chủ nghĩa đại nam tử cực đoan như hắn không thể nào tiếp thu được, nổi giận đến mức tận cùng. Ngươi, các ngươi thật to gan, hắn gầm nhẹ nói, một bên phát ra tín hiệu cầu viện. Lang Hàn khẽ mỉm cười nói, người trẻ tuổi, ít kiêu ngạo một chút, nhiều khiêm tốn một chút, trên thế giới này người mạnh mẽ hơn người nhiều lắm, phải có lòng mang kính nể, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Cái này là lời khuyên của hắn, cửu xa nhất mạch chỉ là đã từng ra tiên vương, hơn nữa còn thuộc về đối tượng bị đánh, có mấy thế lực sẽ kiêng kỵ. Nếu như tiểu tử này đi ra ngoài vẫn ngang tàng như thế, một khi gặp phải người thực lực mạnh mẽ, bối cảnh mạnh mẽ, khẳng định sẽ mất mạng. Loạn thiên quân như thế nào chịu nghe, hắn chỉ biết mình bị nhục nhã, hai mắt giận dữ nhìn lăng hàn, thật giống như đánh hắn một bà tai không phải nữ hoàng, mà là lăng hàn. Hắn không có lập tức phản bác, bởi vì hắn biết đám người này mình không trêu chọc nổi. Không sao, viện binh lập tức tới ngay. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, thanh âm thét dài truyền đến, một bóng người màu xanh bay lượn tới. Đây là một thanh niên trẻ mặc trang phục màu xanh, cực kỳ anh Tuấn, có thể thấy được cửu xà nhất mạch nắm giữ giá trị bộ mặt cực cao hắn anh khí bừng bừng trong cơ thể thật giống như có một lò lớn tỏa ra khí tức đáng sợ hắn rõ ràng tuổi tác không lớn nhưng đã là tiên phủ cảnh thiên phú thực rất phi phàm điều này làm cho hắn kiêu ngạo mút trời hai tay chắp sau lưng chỉ là thời điểm nhìn thấy nữ hoàng hổ nữ cùng nhu yêu nữ hai mắt không khỏi phát sáng nhưng che giấu rất khá vẫn cao ngạo như cũ bái kiến tăng tộc huynh loạn thiên quân vội vàng hành lễ có vẻ cực kỳ cung kính không giống như là huynh đệ đồng tộc mà tựa như hạ nhân thấy chủ nhân. Loạn tang kiêu ngạo gật gù, sau đó mới hỏi, xảy ra chuyện gì, bọn họ tự tiện xông vào cấm địa, hơn nữa còn ra tay với ta. Loạn thiên quân vội vã cáo trạng, loạn tang này là người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi, coi như thả ra bên ngoài cũng là số một số hai, trấn áp đám người lăng hàn tuyệt đối là điều chắc chắn. Loạn tang hừ một tiếng, lúc này mới đánh giá đám người lăng hàn, lạnh nhạt nói. Cho các người một cơ hội giải thích, vì sao sông cấm địa của tộc ta. Nếu không phải bởi vì các nàng nữ hoàng, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp chân áp. Lăng Hàn nhìn nữ hoàng nói, người nhà mẹ đẻ của ngươi thật giống như không dễ nói chuyện a. À. Sau đó lại quay đầu nói, nơi này là cấm địa sao, tại sao thời điểm chúng ta lên đảo không có thấy bảng hiệu viết nơi đây cấm chỉ thông hành. Hừ, nơi này chính là tổ địa của cửu xà nhất mạch ta, há để người khác khinh nhờn. Loạn tang uy nghiêm đáng sợ nói, trong ánh mắt của hắn lộ ra sát khí, lăng hàn là nam tử duy nhất trong đoàn người thấy thế nào cũng làm cho hắn không thoải mái vì lẽ đó tìm lý do giết chết ha ha người nói của các ngươi chính là của các ngươi sao lăng hàn cười nói dám to gan làm nhục nhất mạch ta muốn chết loạn tang hung hãn ra tay nhấn về phía lăng hàn oanh ánh sáng đầy trời hắn tu ra ba bí cảnh hiện tại ba bí cảnh này cùng một chỗ phát sáng bùng nổ ra lực lượng đáng sợ theo hắn nổ ra một đòn hóa thành một hồng hoang cự thú đi, nhu yêu nữ ra tay, vung tay nhỏ lên, tựa như bạch ngọc, nhưng hồng hoang cự thú kia vừa tiếp xúc liền nát, căn bản không đỡ nổi một đòn. Loạn tang không khỏi kinh hãi, hắn tự cho mình rất cao, cho rằng thiên hạ tuấn kiệt ngoài hắn còn có người nào. Nhưng ngọn lửa sinh mệnh của nhu yêu nữ chỉ thiêu đốt mấy triệu năm, làm sao còn mạnh hơn hắn. Trong cùng một thời kỳ, hắn hẳn là mạnh nhất, kỳ thực cái này vẫn là nhu yêu nữ hạ thủ lưu tình, tuy nàng vẫn không có khôi phục lại cảnh giới thăng nguyên cảnh, nhưng đã trở lại tiên phủ ngũ bí lại thêm luyện hóa ra một ít nguyên lực kỳ thực nàng đã nắm giữ bộ phận uy năng của thăng nguyên cảnh loạn tang lại không phải thập nhất bí đế tinh mà chỉ là tam bí hoàng giả mà thôi hoàn toàn là bị nhu yêu nữ thuân sát các ngươi rốt cuộc là ai trong lòng hắn thấp thỏm không nhịn được hỏi được rồi không nói đùa nữa lang hàn cười nói thê tử này của ta cũng họ loạn thuộc cửu xa nhất mạch của các ngươi vốn định về tổ địa tế điển không nghĩ tới lại còn có thể gặp tộc nhân vị này loạn tang nhìn về phía nữ hoàng dừng một chút nếu là cửu xà nhất mạch ta cần nắm giữ huyết mạch bí lực chứ kỳ thực nữ hoàng căn bản khinh thường quen biết những tộc nhân này nàng làm người kiêu ngạo cho rằng trên trời dưới đất suy nàng độc tôn ngoại trừ lang hàn tất cả mọi người đều phải quỳ bái với nàng nhưng lang hàn có ý để nàng nhận thân nàng cũng cố hết sức hơi suy nghĩ chín phân thân hiện loạn tang thay đổi sắc mặt cửu xà nhất mạch có thể tu ra phân thân đây là năng lực độc nhất vô nhị của bọn hắn nhưng bởi vì độ tinh khiết huyết mạch, có chúc tộc nhân có thể diễn hóa ra năm, sáu phân thân, có chút chỉ có một hai đạo. Nữ hoàng có thể diễn hóa ra chín đạo, vậy thì thật là cực kỳ hiếm thấy, trong toàn bộ cửu xà nhất mạch hiện tại, chỉ có hai người nắm giữ năng lực như vậy. Hóa ra là người một nhà, loạn tang gật gù, trên mặt lộ ra nụ cười. Đến đến đến, mời chư vị đi theo ta, lão tổ tông nhất định sẽ cực kỳ hài lòng. Hắn làm một tư thế mời khách, sau đó dẫn đường. Lăng Hàn nở nụ cười, cùng các nữ đi theo. Loạn thiên quân cực kỳ phiền muộn, hắn bị nữ hoàng đánh một tát, cái này dưới cái nhìn của hắn là vô cùng nhục nhã, nhưng xem ra mối thù này là báo không được rồi. Nữ hoàng nắm giữ chín phân thân, chính là cửu xa huyết mạch thuần chính nhất, nhất định sẽ được lão tổ cực kỳ quý trọng, bảo bối còn không kịp, làm sao báo thù cho hắn. Đám người lăng hàn ở dưới dẫn dắt của loạn tang đi lên núi, kỳ thực cũng chỉ có độ cao khoảng chừng ngàn trượt, bọn họ rất nhanh liền đến đỉnh, chỉ thấy trên đỉnh đặc biệt bằng phẳng, hầu như có thể nói là bóng loáng như hương Có thể năm đó là có cường giả lấy thần kiếm cắt chém, mới sẽ làm đoạn đỉnh trơn nhẫn như vậy. chương 2642, Quy Tông, Lăng Hàn đánh ra một đạo chỉ phong, thử xem cường độ của nham thạch này. Vù, trên núi lại có phù văn lấp lóe nhưng phá nát, rất nhanh trở nên ảm đạm nhưng vẫn tiêu di đòn đánh này của Lăng Hàn. Loạn tang không khỏi ngạo nhiên nói, đây là tổ địa cửu xà nhất mạch ta, được lão tổ lấy vô thượng bí pháp luyện chế qua, có thể so với Tiên Vương Bảo khí. Lăng Hàn chỉ nở nụ cười, nhưng trong lòng lắc đầu. Xem ra, người của loạn gia còn sống dưới bóng mát của lão tổ tông, mở miệng ngậm miệng chính là cửu xà nhất mạch, năm đó Tiên Vương làm sao làm sao, nhưng không nghĩ, bọn họ đã sớm không có Tiên Vương bảo bọc, sao còn có cảm giác ưu việt như vậy. Ngọn núi này xác thực rất vững chắc, nhưng cũng chỉ như thế, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị người chém thành hai. Thấy Lăng Hàn không phản đối, trong lòng loạn tang không khỏi hư một tiếng địch ý càng nặng. Đoạn sơn được lợi dụng hợp lý, xây dựng ra từng tòa từng tòa cung điện, có vẻ tráng lệ. Lăng Hàn ở trong lòng lắc đầu, cái đoạn sơn này hẳn là sỉ nhục của bộ tộc cửu xa, vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, nhưng hiện tại là bị cảnh Thái Bình giả tạo, những từ tôn này đến cùng là nghĩ như thế nào. Thật giống như ở trong lòng đám người loạn tang, loạn thiên quân, căn bản không nhớ rõ tiên vương lão tổ nhà mình là bị người chém giết, vì lẽ đó không hề cảm giác xấu hổ, chỉ có tràn đầy tự hào là tiên vương hậu duệ người nơi này cũng thật không ít thấy đoàn người lăng hàn liền chạy đến vây xem giá trị bộ mặt của bộ tộc này thật rất cao nam anh tuấn nữ mỹ lệ khiến người ta nhìn liền vui tai vui mắt có người hỏi thân phận của đám người lăng hàn loạn tang liền nói đơn giản một hồi biết được cô gái đẹp đến kinh diễm tuyệt thế kia là tộc nhân người chung quanh không ai không lộ ra vẻ tự hào tựa hồ chỉ quan tâm giá trị bộ mặt thực lực tu vi có thể để qua một bên chờ loạn tang dẫn bọn họ đi tới một tòa cung điện phía trước quay đầu lại nói với bọn họ một câu, sau đó đi vào trong cung điện. Một lúc sau, hắn đi ra, lộ ra nụ cười thận trọng. Lão tổ triệu kiến, cái bộ tộc xa suốt này cái giá đúng là rất lớn, lăng hàn nể tình nữ hoàng nên không có phát tác, chỉ cười nhạt, ngược lại là nữ hoàng lộ ra vẻ không vui, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Bọn họ tiến vào điện, trong này cực kỳ hoa lệ, trên đất là da lông các loại tiên thú, trên trụ đá tô điểm đầy bảo thạch quý giá, dọi sáng cả tòa đại điện. Một đường đến cuối đại điện, hai bên ngồi xếp bằng từng người từng người trẻ tuổi, đang ngưng thần minh tưởng, mà từng tiếng tụng kinh đang truyền đạo, làm cho tâm thần người yên tĩnh, cùng đạo kết hợp lại. Lão Tổ đang truyền đạo, loạn tang mang theo một chút thận trọng nói, nhưng không che giấu được đắc ý trên mặt. Lão Tổ chính là thăng nguyên viên mãn, hơn nữa cách tiên vương cũng chỉ kém một bước, chờ tiên lộ mở ra, lão Tổ tất có thể thành tựu tiên vương. Tiên vương A, cao cao tại thượng, không gì sánh kịp. Lăng Hàn thực sự là không ưa cảm giác yêu việt của những người này, cái này không phải vẫn không có trở thành tiên vương sao, làm sao liền hả hê như vậy. Đến đây đi, loạn tăng trước mặt dẫn đường, mang theo bọn họ đi về nơi sâu xa của đại biệt, chỉ thấy trên cao có một người đang ngồi, đó là một lão giả vóc người thon dài, bận áo bảo trắng, tỏa ra khí thức tiên phong đạo cốt. Trong miệng hắn phun ra từng đạo phù, hóa thành hoa sen, sau đó lan truyền ở bốn phía, dồn dập tiến vào trong trán của những người trẻ tuổi kia, lấy thân truyền đạo. Bái kiến lão tổ, loạn tang đến gần, sau đó cung kính lại xuống, trong mắt có vẻ cuồng nhiệt, đây là người mạnh nhất của cửu xà nhất mạch, cũng là trụ cột, tương lai tất thành tiên vương. Lão giả áo bào trắng mở hai mắt, ánh mắt nhìn đám người lăng hàn một vòng, trời nhìn thấy nữ hoàng, trong mắt của hắn đan dệt ra dị thải, sau đó gật gật đầu. Rất tốt, rất tốt, tộc ta lại nhiều một hậu nhân huyết mạch tinh khiết, đây là chứng minh trời phù hộ. Trong miệng hắn nói chuyện, nhưng liên tục phun ra đại đạo hoa sen, nhất tâm nhị dụng, cái này với cường giả thăng nguyên cảnh mà nói đương nhiên là chút lòng thành. Loạn tăng quay đầu lại, không khỏi nhướng mày, thấy lão tổ, lại không quỳ, câu nói này hắn là hét ra, lão giả áo bào trắng cười ha ha, khoát tay áo một cái. Nàng vẫn không có nhận tổ quy tông, không vội, không vội. Còn những người khác, là người ngoài, muốn bái hắn cũng không có tư cách ha. Nữ hài, người tên là gì? Hắn lại hỏi, đối với nữ hoàng rất để bụng, nữ hoàng diếu cợt, Ngươi là thứ gì, ngươi hỏi cái gì nàng liền phải trả lời sao?" Lăng Hàn nở nụ cười, thay nàng hồi đáp, "Loạn Tinh, hắn muốn nhìn một chút, bộ tộc này đến cùng kiêu căng đến trình độ nào, hơn nữa đến tột cùng là tại sao có thể có cảm giác yêu việt kinh người như vậy." "Tu vi gì?" Lão giả áo bào trắng lại hỏi, có chút chần chờ. Lấy nhãn lực thăng nguyên viên mãn của hắn, hẳn có thể một chút liền có thể nhìn ra tu vi của nữ hoàng, nếu không thì chỉ có thể nói tu vi của đối phương cao hơn hắn một cấp độ hắn đương nhiên không thể tin tưởng ngọn lửa sinh mệnh của nữ hoàng chỉ thiêu đốt mấy triệu năm ngay cả số lẻ của hắn cũng không bằng tiên phủ lăng hàn lại ngắn gọn nói ánh mắt của lão giả áo bào trắng không khỏi sáng ngời nắm giữ cửu xa huyết mạch tinh khiết nhất chỉ mấy triệu tuổi liền đạt đến tiên phủ cảnh tư chất như vậy thực sự là kinh người hắn cười ha ha được 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 hài tử tốt lão giả bắt đầu nói chủ yếu là hắn làm sao đoàn tụ cửu xa nhất mạch nhấc mình lên rất cao cũng làm cho lăng hàn oán thầm không mớt xem ra nữ hoàng khinh người kiêu ngạo vẫn đúng là không phải cá biệt mà là tật xấu phổ biến của bộ tộc này nói nửa ngày hắn mới để loạn tang mang đám người nữ hoàng xuống nghỉ ngơi tùy ý liền muốn sắp xếp nghi thức nhận tổ quy tông cho nữ hoàng tuy nữ hoàng xem thường nhưng cũng không nói gì nàng vốn là đời sau của cửu xà nhất mạch cần nhận tổ quy tông sao lẽ nào không có nghi thức này nàng liền không phải cửu xà nhất mạch lại nói nàng đối với những tộc nhân hiện tại này không có cảm giác tán đồng gì tại sao là nàng đi nhận tổ? khinh người kiêu ngạo như nàng, hẳn là những người này nhận tổ quy tông với nàng mới đúng. chương 2643, Khổng Gia Thượng Lăng Hàn chỉ ôm eo của nàng, ý bảo nữ hoàng bình tĩnh đừng nóng, dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ, hắn muốn nữ hoàng nắm giữ thân nhân của mình, tuy những thân thích này chỉ có thể coi là họ hàng xa trong họ hàng xa. Ở dưới loạn tan an bài, bọn họ được đưa vào một tòa cung điện để ở. Một tên tộc nhân nắm giữ chín phân thân trở về, hơn nữa còn đạt đến độ cao của tiên phủ cảnh đối với cửu xà nhất mạch mà nói là một việc lớn dù sao bọn họ không phải là thế lực tiên vương lúc trước người mạnh nhất chỉ là thăng nguyên hơn nữa còn chỉ có một người mà thôi bởi vậy cái nghi thức này sẽ rất lớn nữ hoàng mang theo đám người lăng hàn di chuyển khắp nơi nàng đang tìm kiếm truyền thừa của bộ tộc này thất lạc bù đắp huyết mạch của mình lúc trước nàng hấp thu tiên thai của cổ đạo nhất cũng đạt được bộ phận ký ức của đối phương biết đối phương là ở nơi nào đạt được những truyền thừa khác bởi vậy nàng rất nhanh tìm tới một tòa địa cung nhưng nơi này có người trông coi nghiêm cấm người khác tiến vào nữ hoàng vốn định tức giận lại bị lăng hàn khuyên nhủ sau khi nhận tổ quy tông nữ hoàng đương nhiên có thể tiến vào nơi này không cần thiết trở mặt lăng hàn đương nhiên không phải sợ lão tổ của cửu xà nhất mạch hắn chẳng qua là cảm thấy nữ hoàng chỉ còn sót lại những người thân này mà thôi nữ hoàng ngấm lại cũng phải chỉ cùng đám người lăng hàn du sơn ngoạn thủy một bên tham khảo tu luyện quy tắc của tiên vực thời gian vừa đến liền có thể thuận lý thành trương đột phá, quay về thang nguyên cảnh. Bởi vì muốn làm lớn nghi thức, cửu xa nhất mạch cũng mời rất nhiều khách nhân, mấy ngày nay trên đảo càng ngày càng náo nhiệt. Nữ hoàng xinh đẹp vô song, tự nhiên thu hút sự chú ý của vô số người, có trẻ tuổi tuấn kiệt trong tộc, cũng có khách nhân ở ngoài, nhưng cái này dù sao cũng là cửu mạch tổ địa, nữ hoàng là tân quý trong tộc, nên không ai có cử động khác người. Sau 10 ngày, nghi thức nhận tổ quy tông chính thức cử hành. Hết thảy cực kỳ thuận lợi, nhưng tới thời điểm gần kết thúc, chỉ thấy một thanh niên đột nhiên nhảy ra, hết sức bất mãn nói. Quy đại nhân, ngươi không phải nói người gả cho bản thiếu là xinh đẹp nhất trong tộc các ngươi sao? Hắn dừng một chút, chỉ vào nữ hoàng, các ngươi đều mù sao, bản thiếu cần người này, người trẻ tuổi kia nhảy ra, tương đương với ném đá vào mặt hồ bình tĩnh, nhất thời gợi ra sóng lớn mênh mông. Tiểu tử này là ai, ta xem tu vi chỉ là chảm chân, tại sao lớn lối như thế? Phải, ở trước mặt cửu xà lão tổ cũng dám tự xưng bản thiếu, thật không có sợ hãi. Từ đâu xuất hiện a? À? chẳng lẽ các ngươi không biết khổng gia sao? T, khổng gia của Tam Vân Thành sao? Cắt, ngoại trừ khổng gia của Tam Vân Thành, còn có gia tộc họ khổng nào dám tự xưng khổng gia? Khổng gia là người xuất sắc trong thế lực tứ tinh, có người nói cường giả thăng nguyên lấy trăm tính, ở trong năm vài tỷ này nhô ra, đều chờ tiên lộ mở ra. Mà sau khi đi qua tiên lộ, khổng gia chỉ ít có thể xuất hiện năm tiên vương. Cái này ngay cả rất nhiều đại giáo cũng không sánh nổi, một lần xuất hiện năm tiên vương, quả thực như đầm rồng hang hổ. Lẽ nào tiểu tử này là hậu nhân của khổng gia? Hắn gọi khổng xương, cũng là dòng chính của khổng gia, có người nói cửu xà nhất mạch vì leo lên hôn sự này, không chỉ chủ động đi tới, còn trả cái giá rất lớn. Có thể cùng khổng gia kết thành thân gia, trao đổi ta ta cũng không tiếc đánh đổi A. À. Chẳng trách tiểu tử này hung hăng như thế, có điều, ở trước mặt mọi người tức giận, chuyện này căn bản là làm hư hết cách rồi, ai bảo hắn là đệ tử khổng gia. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tựa như nói cố sự, nói ra lai lịch của người trẻ tuổi này rõ ràng gọn gàng. Lăng Hàn Nha một hồi, hóa ra khổng xương này có hôn ước với cửu xà nhất mạch, nhưng thời điểm nhìn thấy nữ hoàng càng xinh đẹp hơn, liền lập tức ghét bỏ vị hôn thê cũ. Khổng xương, đây là địa phương nào, không nên sằng bậy. Cửu xà lão tổ không vui quát lên, cho dù hắn lại muốn kết thân với khổng gia, cũng không thể tùy ý một tên tiểu bối chỉ vào mũi của hắn hét nhưng khổng xương kiêu căng quen rồi, căn bản không có lòng sợ hãi, nghỉnh đầu nói. Ta muốn nữ nhân này làm thê tử của ta, hắn nhìn nữ hoàng, con người muốn rơi ra rồi, nữ hoàng giận tím mặt, nhưng vẫn không có tức giận, lại bị lăng hàn nhấn xuống, nói nhỏ ở bên tai của nàng. Nhìn người nhà mẹ đẻ ngươi xử lý như thế nào, nếu như cửu xà nhất mạch có thể bảo vệ nữ hoàng, vậy hắn cũng xem cửu xà nhất mạch là người nhà, lấy năng lực của hắn sắp bước vào ngũ tinh đan sư, muốn cho một bộ tộc phồn thịnh thực sự là một việc nhỏ, nhưng nếu như cửu xà nhất mạch chỉ có thể đẩy nữ hoàng ra ngoài nhân nhượng cho yên chuyện vậy dưới cái nhìn của hắn cửu xà nhất mạch chỉ là người qua đường thậm chí tiện tay xóa đi cũng có khả năng phát sinh nữ hoàng gật đầu hơn nữa bởi vì lăng hàn tập hợp quá gần hơi nóng toàn bộ phun ở trên cổ của nàng làm cho khuôn mặt của nàng hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt càng thêm xinh đẹp khổng xương tự nhiên thèm nhỏ dãi hận không thể lập đoạt nữ hoàng lại cửu xà lão tổ phát động khí thế đè ép khổng xương không để hắn tiếp tục kêu gào để nghi thức thuận lợi cử hành xong xuôi. Khổng xương cùng ngày liền đi, lão tổ, ta đi đánh lén hắn. Trong cung điện, có người nhìn cửu xà lão tổ xin chỉ thị. Cửu xà lão tổ hơi suy nghĩ một hồi, liền gật gù. Làm sạch sẽ một chút, không nên lưu lại manh mối. Sau khi người này trở về nhất định sẽ gây xích mích, chờ đến thời điểm ấy sẽ không dễ thu thập, không bằng trực tiếp giết chết. Những người bọn họ cũng không phải thiện nam tín nữ. Ta rõ ràng, người này lặng yên rời đi, nhưng không lâu lắm liền trở lại, bẩm báo. Lão tổ, ta không đuổi kịp khổng xương, hắn dùng một bảo khí, tốc độ nhanh kinh người. Cửu xa lão tổ hơi nhướng mày, người có bị hắn phát hiện hay không? Không có, người kia vội vàng nói. Cửu xa lão tổ gật gù, lông mày hơi mở, không có bị phát hiện liền không sao, bằng không sự tình liền thật không xong. Vậy thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi. Nữ hoàng quay về cửu xa nhất mạch, tự nhiên được phép tiến vào cung điện lòng đất, Bên trong có trung cực truyền thừa của Cửu Xà nhất mạch, hết thạch tộc nhân sau khi trưởng thành đều ở bên trong nghỉ ngơi một quãng thời gian, tăng lên thể chất. Chương 2644, khổng gia hạ. Vẹn vẹn chỉ sau một ngày, nữ hoàng liền đi ra, để bộ tộc Cửu Xà từ trên xuống dưới đều rất thất vọng. Bởi vì huyết mạch càng mạnh, ở trong cung điện dưới lòng đất thời gian liền càng lâu, như vậy tu ra thể chất cũng càng mạnh. Nhưng nữ hoàng vẹn vẹn chỉ dùng một ngày, ngay cả người yếu nhất trong tộc cũng không sánh được lẽ nào chín phân thân, tu vi tiên phủ cảnh là giả. Trong tộc lập tức liền có lời đồn đãi như vậy nổi lên bốn phía, thật rất khó tin tưởng, huyết mạch có thể tu ra chín phân thân, nhưng chỉ một ngày liền chạy ra. Phải biết, hai người trong tộc khác nắm giữ chín phân thân, một cái 49 ngày, một cái là 47 ngày. So sánh với đó, nữ hoàng quả thực chính là cặn bã. Điều này làm cho cửu xà lão tổ giao động ý nghĩ, có phải là nên từ bỏ tộc nhân này không? Nếu như nữ hoàng thiên tư vô song, vậy vì tương lai của cửu xà nhất mạch, hắn nhất định phải toàn lực bảo vệ nữ hoàng, nhưng nếu như nữ hoàng chỉ là một người ngu ngốc, vậy công dụng duy nhất chính là đem ra kết giao. Ở trong không khí như vậy, sứ giả khổng ra đến. Phô trương rất lớn, ba cường giả thăng nguyên cảnh mang đội, cái này đủ để san phẳng cửu xà nhất mạch rồi. Cửu xà lão tổ không dám khinh thường, ở trong cung điện chiêu đãi ba người này, mà nữ hoàng cũng được mời lại, nàng dù sao cũng là người trong cuộc. Lăng Hàn cùng đi, nhưng các nữ khác ở lại nơi ở. Khổng gia bốn người, tên còn lại chính là Khổng Sương, nhưng tam đại cường giả thăng nguyên cảnh đã cực kỳ kinh người. Ba vị Khổng huynh, xin mời. Cửu xa lão tổ dơ ly rượu lên, ra hiệu mời ba tên cường giả thăng nguyên cảnh của Khổng gia. Ba tên thăng nguyên cảnh Khổng gia này phân biệt là Khổng An, Khổng Nhà Cung Khổng Nghiệp, mỗi người tu vi là thăng nguyên viên mãn, bởi vậy cái giá rất lớn, bọn họ tự tin chỉ cần tiên lộ mở ra, liền có thể thành tựu tiên vương. Ba người thận trọng nâng chén, nhưng chén rượu đụng môi một cái liền xong việc. Loạn quy huynh, ta không thể không nói, chuyện này ngươi làm không chân chính. Khổng an dẫn đầu làm khó dễ, sao lại nói lời ấy? Cửu xa lão tổ cười nói, ngươi cùng khổng gia ta thông ra, nói sẽ dâng ra Minh Châu xinh đẹp nhất trong tộc, nhưng dựa theo xương nhi nói, căn bản không phải có chuyện như vậy. Khổng an từ tốn nói, sau đó ánh mắt nghiêm túc, nhìn chằm chằm cửu xà lão tổ. Người đây là đang trêu khổng gia ta sao? Cửu xa lão tổ nhất thời dân lên một luồng không thích, hắn tốt xấu gì cũng là cường giả thăng nguyên cảnh, hơn nữa đồng dạng là đại viên mãn, chỉ kém cửa ải tiên lộ liền có thể thành tựu tiên vương. Đương nhiên, phần lớn thăng nguyên cảnh đều sẽ cả đời ở bước đi này, không cách nào vượt tới. Nhưng khổng ra phát động ba tên thăng nguyên đại viên mãn, hiển nhiên chính là đến ép hắn. Nhỏ không nhẫn sẽ loạn lớn ngưu hắn thầm nói, sau đó mở miệng, loạn tinh trước đây không lâu mới trở về bổn tộc, vì lẽ đó không phải là bản tỏa có ý lừa gạt. Vậy là được rồi, người gả nàng cho ta. Khổng xương nhảy ra ngoài, chỉ vào nữ hoàng kêu lên. Ba người khổng an cũng vuốt râu mỉm cười, không hề có ý quát mắng. Nguyên bản trường hợp như vậy không cho một tên chảm trần nho nhỏ sen mồm, nhưng bọn họ không có trách cứ, đây cũng quá kiêu căng rồi. Lăng Hàn trước tiên đứng lên, không để nữ hoàng tức giận, chuyện như vậy đương nhiên do nam nhân ra mặt. Hắn nhanh chân đi tới khổng xương, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Lá gan của ngươi không nhỏ, vợ ta ngươi cũng nghĩ đến nàng rất nhanh không phải vợ ngươi rồi khổng xương khinh thường nói một kẻ đã chết mà thôi lang hàn đi tới đánh ra một tát đùng khổng xương nhất thời hóa thành thịt nát một tát này tâng bốc đến quá nhanh đừng nói khổng xương căn bản không kịp tránh tránh ngay cả ba người khổng an cũng không kịp ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn khổng xương hóa thành mưa máu máu tung bay bắn đến trước người bọn họ nhưng lực lượng hộ thể tự động vận chuyển cản máu tươi lại không có dính thân ba tên cường giả đầu tiên là khó mà tin nổi nhưng tiếp theo liền giận tím mặt, càng có một loại xấu hổ không cách nào hình dung. Bọn họ là thân phận gì, thực lực ra sao, lại để Lăng Hàn ở dưới mí mắt của bọn họ giết người, điều này để bọn họ làm sao nhận được? Chẳng cần biết ngươi là ai, nhất định chỉ có một con đường chết. Khổng An lạnh lùng nói, treo ở trên cửa Tam Vân Thành, nhận đủ trăm vạn năm cực hình. Khổng Nhạc cũng nói, Cửu Sa lão tổ hơi do dự, cuối cùng đứng lên. Ba vị Khổng huynh, người này cùng tộc ta không quan hệ hắn vội rú sạch quan hệ. Kha kha, người nói không quan hệ liền không quan hệ sao? Khổng nghiệp uy nghiêm đáng sợ nói, từ trước đến giờ chỉ có khổng gia bọn họ bắt nạt người, nào có bị người ngược lại bắt nạt. Không chỉ lăng hàn muốn chết, loạn gia cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, bằng không mọi người đều cho rằng khổng gia dễ ức hiếp. Khuôn mặt của cửu xà lão tổ lạnh lùng, hắn rất tự cao, nắm giữ huyết mạch tiên vương, thực lực nhất định mạnh mẽ hơn thăng nguyên cảnh bình thường, bởi vậy một đánh ba hắn cũng chắc chắn bất bại. Nhưng khổng ra quả thực được may mắn của trời, cường giả thăng nguyên cảnh lại lấy trăm tính, đồng thời xuất động, vậy hắn mạnh hơn cũng chỉ có phần cúi đầu xương thần. Vì lẽ đó, hiện tại hắn hận chết lăng hàn, giết một tên chảm trần tự nhiên là việc nhỏ, nhưng then chốt là sau khi giết sẽ dẫn ra phiền phức bao lớn. Loạn tăng xét mặt nhìn sắc, lập tức nhảy ra ngoài nói. Lăng hàn, người dám ở tổ địa cửu xà ta hành hung, tội đáng muôn chết. Hắn chủ động ra tay, đánh tới lăng hàn, cửu xà lão tổ âm thầm gật đầu, tộc nhân này thực sự là cơ linh, không uổng công bồi dưỡng. Đùng, nữ hoàng ra tay, đánh ra một cái tát, loạn tang nhất thời hóa thành mưa máu. Hiện tại nàng là thập nhất bí đế tinh, lại tu ra một chút nguyên lực, sức chiến đấu đạt đến thăng nguyên tiểu thành đỉnh cao, thậm chí càng mạnh hơn một chút, muốn đập chết một tam bí hoàng giả nho nhỏ đương nhiên là sự tình rũi tay. Ta đề, cửu xa lão tổ há miệng, vô thanh vô tức mà phun ra hai chữ. Bởi vì hắn nhìn không thấu tu vi của nữ hoàng, lại thêm nữ hoàng gần như chỉ ở địa cung một ngày, giao động cái nhìn trong lòng, cho rằng nữ hoàng có khả năng cực cao là hư báo tu vi. Nhưng nữ hoàng vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, khí tức tu vi này xác thực chỉ có tiên phủ cảnh, nhưng sức chiến đấu mạnh bay thẳng thăng nguyên. chương 2645, đập chết, quá khủng bố, tiên phủ cảnh làm sao có khả năng nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc thăng nguyên. Hắn quá thiền cận, căn bản không biết trên đời này còn có đế giả, đế tinh tồn tại, vì lẽ đó hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng tiên phủ nho nhỏ lại có thể ngang hàng thăng nguyên. Sớm biết nữ hoàng châu bò như thế, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi bảo đảm A. À. Kháo, thiên tài chắc Việt như thế, tại sao ở cung điện dưới lòng đất chỉ đợi một ngày? Hắn đương nhiên không thể biết, nữ hoàng tu ra thời gian tiên thể, thể chất này vốn là đứng đầu tiên vực, mặt khác, nàng tương đương với thời gian chảy, người khác là một ngày, trên thực tế trải qua bao nhiêu ngày chỉ có nàng tự mình biết. Khuôn mặt của khổng an lạnh lùng, đôi vợ chồng này làm sao đều quỷ dị như vậy, rõ ràng tàn mát ra khí tức cấp bậc tiên phủ, nhưng sức chiến đấu kinh người như vậy. Quả nhiên có chút thực lực, chẳng trách dám làm sằng làm bầy. Hắn cười lạnh nói, tâm đã bình tĩnh lại, hắn chỉ là không rõ tại sao tiên phủ cảnh có thể nắm giữ sức chiến đấu của thăng nguyên cảnh, nhưng bất luận lăng hàn hay nữ hoàng, biểu hiện ra sức chiến đấu cũng chỉ là thăng nguyên tiểu thành, so với hắn kém hơn quá nhiều quá nhiều. Hắn cần sợ cái gì? Bắt lại cho ta, hắn hung hãn ra tay, tóm tới Lăng Hàn, mà khổng nhạc cũng đồng dạng ra tay, công tới nữ hoàng. Lăng Hàn cười nhạt, hữu quyền ngưng tụ, cũng không cần lực lượng quy tắc gì, bình thường không có gì lạ như vậy. Muốn chết, khổng an cười gần, không cần lực lượng quy tắc người dám đối kháng với ta. Người chỉ có sức chiến đấu của thăng nguyên tiểu thành, coi như hoàn toàn bộc phát ra cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn, cái này không phải muốn chết là cái gì. Hắn không muốn Lăng Hàn chết thoải mái như vậy, bởi vậy còn rời đi mấy phần lực lượng, miễn cho ra tay quá nặng đánh chết lăng hàn một bên khác nữ hoàng không dám chống đỡ sức chiến đấu của thăng nguyên cảnh đại viên mãn thân hóa thời gian chảy tựa như ở hiện tại lại đang ở quá khứ hoảng hốt lại đang ở tương lai ngoại trừ tiên vương nắm giữ bản chất quy tắc ai có thể tổn thương nàng oanh lăng hàn cùng khổng an đấu đối diện một đòn mắt trần có thể thấy nắm đấm của khổng không bạo nát sau đó cánh tay giống như ô dù bung ra huyết nhục rồn dập nổ tung lộ ra bạch cốt âm u sau đó bạch cốt cũng nổ tung nguyên cả cánh tay không còn thấy cảnh này tất cả mọi người há to miệng chỉ cảm thấy ra đầu tê dại quá khủng bố thăng nguyên cảnh đại viên mãn a lại bị một quyền đập vỡ cánh tay ồ lẽ nào bọn họ vẫn nhận thức sai lầm kỳ thực thăng nguyên mới là bậc thang thứ ba của tiên đạo tiên phủ còn ở trên nhìn thấy khổng an một đòn thất bại khổng nhạc tự nhiên không có tâm tình ra tay với nữ hoàng trên thực tế hắn cũng không làm gì được nữ hoàng ba người khổng ra nhìn chằm chằm lăng hàn chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này quả thực như ma quỷ, mà cửu xà lão tổ cũng run run, hắn chỉ coi mình nhìn nhầm nữ hoàng, không nghĩ tới sai lầm lớn nhất là đánh giá thấp Lang Hàn. Đánh giá thấp nghiêm trọng, tuy hắn tự tin thực lực ở trên ba người Khổng An, nhưng muốn một quyền liền đánh nổ một cánh tay của Khổng An là chuyện hoàn toàn không thể nào. Chiến lược như vậy, hắn cũng sợ hãi. Lang Hàn cười nhạt, thay các người giáo huấn một tiểu bối không hiểu quy củ, các ngươi lại không hiểu cảm kích như thế sao? Ngươi giết tiểu bối nhà ta còn muốn chúng ta cảm kích ngươi ba người khổng an cũng tức điên nhưng đối mặt lăng hàn không cách nào phỏng đoán thực lực bọn họ chỉ có thể ôm nỗi hận nhẫn nhục đa tả các hạ ra tay thay hàn ra thanh lý môn hộ khổng nghiệp cắn răng nói chỉ cảm thấy trái tim đang chảy máu vô cùng nhục nhã a lăng hàn gật gù nói các ngươi cũng không tiện để ta ra tay không đi cũng không cần nhiều tùy tiện đưa chút tiền lì xì là được ba người khổng ra hận không thể ra tay cùng lăng hàn liều cá chết lưới rách người cũng thật quá mức, giết người của khổng gia, tổn thương cường giả của khổng gia, lại còn muốn bọn họ cho tiền lì xì. khinh người quá đáng, nhưng thực lực của lăng hàn kinh người đặt ở trước mặt, ép tới bọn họ đàng hoàng, ngoan ngoãn. Bọn họ thương lượng một chút, sau đó lấy ra một cái không gian thần khí ném cho lăng hàn, khổng an nói. Các hạ, chúng ta có thể cáo lui chứ? Lăng hàn có chút lười biếng nói. Ồ, có ai ngăn các người sao? Ba người này tàn nhẫn chừng lăng hàn một chút, bọn họ nhất định sẽ trở về báo thù. Lăng Hàn mạnh hơn, cũng chỉ là một người mà thôi, mà khổng ra là có hơn trăm cường giả thăng nguyên, đại bộ phận đã là thăng nguyên đại viên mãn, có tiềm lực bước vào tiên vương. Nhiều người như vậy đánh một cái, cái này còn trấn áp không được. Ba người khổng ra ỉu xìu chán trường rời đi, lưu lại loạn gia tộc nhân khiếp sợ không thôi. Đi thôi, Lăng Hàn nhẹ ôm eo của nữ hoàng nói. Nữ hoàng gật đầu, không hề lưu luyến, mẫu tộc này đối với nàng mà nói chỉ là người xa lạ chờ đã cửu xa lão tổ vội vã kêu lên lăng hàn dừng chân quay đầu lại cười nói làm sao muốn cùng chúng ta luận bàn một chút cửu xa lão tổ nào dám vội vã cười nói không nên hiểu lầm không nên hiểu lầm loạn tinh dù sao cũng là tộc nhân của nhất mạch ta vừa mới nhận tổ quy tông vẫn là ở trong tộc thêm mấy ngày đi bất luận lăng hàn hay nữ hoàng đều yêu nghiệt đến kỳ cục nếu như có thể ở lại tổ địa cửu xa vậy sau này tương đương với nắm giữ một núi dựa lớn lăng hàn cười lắc đầu lão nhân gia hiện tại nói những thứ này không cảm thấy hơi trễ sao nếu như trước đó cửu xà lão tổ kiên định lập trường như vậy lăng hàn sẽ không để cho hắn làm không công một hồi nhưng hắn cái gì cũng không làm còn phủi sự tình đến sạch sẽ hiện tại lại muốn chiếm tiện nghi nào có sự tình tốt như thế sắc mặt của cửu xà lão tổ không khỏi lúng túng nhưng không lời nào để nói chỉ có thể ngượng ngùng lắc đầu lăng hàn cùng nữ hoàng kêu các nữ rời đi tổ địa cửu xà bước về phía tam vân thành nếu kết thù với khổng gia, Lăng Hàn liền phải giải quyết triệt để vấn đề, hơn nữa hắn cũng rất tò mò, khổng gia một hơi ra hơn trăm thăng nguyên cảnh, cái này rất khó mà tin nổi. Kỳ thực thăng nguyên cảnh đã rất châu bò, mạnh nhất dưới tiên vương, mà không có tiên vương giúp đỡ, lập tức hiện ra nhiều thăng nguyên cảnh như vậy, cái này không hợp lý. chương 2646, cột cờ treo người. Đám người Lăng Hàn đi cũng không nhanh, một đường lắc đến Tam Vân Thành, vẫn không có vào thành, chỉ thấy phía trước cửa thành dựng một cột cờ, nhưng phía trên không có cờ xí, mà là một người. Người này tứ chi rủ xuống, hơn nữa còn vặn vẹo không bình thường, nhìn qua hẳn là một bộ thi thể, nhưng Lăng Hàn cảm ứng được người này lại còn có thần thức yếu ớt giật động. Điều này hiển nhiên không phải thế lực đối địch nào đang khiêu khích Tam Vân Thành, mà là một thế lực nào đó trong Tam Vân Thành Dương Oai, giết gà dọa khỉ. Suy nghĩ một chút, thế lực lớn nhất trong Tam Vân Thành chỉ có một nhà, chính là Khổng gia. Người này hẳn là đắc tội Khổng gia, mới bị treo ở trên cột cờ rồi lại không có giết chết để lại một hơi dụng ý là cảnh cáo những người khác không nên đối phó khổng ra bằng không người này chính là tấm gương Lăng hàn vừa định cất bước đi đột nhiên ngừng lại nhìn về phía cột cờ kia hắn cảm giác người này có chút quen thuộc không phải tướng mạo mà là thần thức là ai làm sao nữ hoàng hỏi lang hàn vẫn nhìn người trên cột cờ nói các ngươi có cảm thấy người này thật giống như chúng ta đã gặp qua hay không nữ hoàng tỉ mỉ suy nghĩ lắc lắc đầu lấy tính cách kiêu ngạo của nàng làm sao đi nhớ người từng thấy lang hàn đột nhiên thông suốt nói ta nghĩ ra rồi nói xong hắn lập tức đưa tay dương lên một đạo kình phong xẹt qua dây thừng cột người kia đứt mất người kia nhất thời ngã xuống đất lang hàn lại đưa tay xách người kia lên thả nằm ở trên mặt đất các ngươi thật to gan cửa thành có thủ vệ nhìn thấy lăng hàn lại dám cứu người nhất thời tức giận dồn dập vào tới nơi cửa chỉ có tám cái nhưng dưới thét to lại có một đội vệ binh vọt ra, có tới hơn 30 người. Lăng Hàn không để ý đến, mà đặt tay lên vai người kia, phát động quy tắc hệ mộc, tràn ngập sinh cơ, thay người này trị liệu thương thế. Hắn khẽ nhíu mày, khổng ra ra tay cũng thật độc ác, đầu tiên là ràng buộc lực lượng của người nọ, lại lấy loại bí thuật nào đó thôn vệ sinh cơ của người này, cho người này cực kỳ thống khổ. Nhưng trong thời gian ngắn người này còn chết không được, mà phải kéo dài chỉ ít mấy vạn năm. Cưu hận gì, tội trạng gì mà cần phải tàn nhẫn như thế. Lão tử đang nói với người đó. Một tên vệ sĩ quát lên, hắn giơ trường mâu trong tay, chọc tới vai của Lăng Hàn. Hổ nữ đột nhiên rít lên một tiếng, hóa thành long ngâm đinh tai nhức óc, đùng, trường mâu trong tay vệ binh kia đổ nát, hổ khẩu cũng nứt ra, trong một tiếng kêu thảm, liên tiếp lui về phía sau. Điều này làm cho nhiều vệ binh như gặp đại địch, dồn dập nhắm binh khí trong tay về phía hổ nữ. Hổ nữ đương nhiên sẽ không quan tâm, trái lại hì hì nở nụ cười nói. Các ngươi người nào ngứa ra, nếu đến thu thập các ngươi. Lăng Hàn giật động quy tắc hệ mục trị liệu, hắn đã từng nắm giữ qua thiên địa bản nguyên, tuy chủ động bỏ qua, nhưng lưu lại lạc ấn. Đây đương nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, bí thuật trong cơ thể người kia đang bị mài đi. Bởi vì không muốn gây tổn thương cho người, nên tiến độ của Lăng Hàn rất chậm. Cũng còn tốt, hắn xúc động quy tắc thời gian, thời gian gia tốc vận chuyển, chỉ mười mấy phút, bí thuật trong cơ thể người kia đã bị hóa giải, mà ở dưới sinh cơ của quy tắc hệ mục bảo dưỡng, Người kia cũng khôi phục rất nhiều, mí mắt khẽ run lên, mở ra. "Mẹ, nhìn thấy tiểu tử ngươi quả nhiên không có chuyện tốt." Người kia nói, Lang Hàn cười ha ha, "Cứu ngươi một mạng, cũng không nói một tiếng cảm ơn." Người này chính là Lôi Hỏa Đại Đế, lúc trước vừa vào tiên vực hắn liền một mình lên đường, không nghĩ tới sẽ gặp phải ở đây, hơn nữa còn thảm đến suýt chút nữa bỏ mạng. Lôi Hỏa Đại Đế miễn cưỡng đứng lên, nhìn hoàn cảnh chung quanh, không khỏi hơi nhướng mày. "Không được." Nơi này vẫn là Tam Vân Thành, đi mau, một khi khổng gia đuổi theo, chúng ta liền gặp vận rủi lớn. Lăng Hàn đùa giỡn, không có chuyện gì, nếu thật bị kẻ thù của ngươi đuổi theo, ta liền giao ngươi cho bọn họ, ngược lại không có quan hệ gì tới ta. Hư, bây giờ mới biết sợ, đã chậm, một tiếng cười gần vang lên, chỉ thấy trong cửa thành đi ra một nam tử tuổi còn trẻ, một thân cẩm phục, trong tay còn cầm một cây quạt, một bước lay động một cái, cực kỳ tinh tướng. Lăng Hàn không có để ý tới nói ngươi cùng khổng gia kết thù vừa vặn ta cũng muốn tìm bọn họ không bằng tính một lượt a à. không thể lôi hỏa đại đế vội vàng lắc đầu tuy thiên phú võ đạo của ngươi bất phàm nhưng cũng chỉ giới hạn ở cổ giới một khi tiến vào tiên vực nơi này thiên tài kiệt xuất hơn ngươi chỗ nào cũng có khổng gia có hơn trăm thăng nguyên cảnh ngươi mới tu luyện mấy vạn năm làm sao có thể là đối thủ của bọn họ coi như hắn trùng tu một lần hiện tại cũng chỉ vừa bước vào tiên phủ cảnh tranh lệch lớn đến kinh người ngay cả hắn cũng như vậy, huống chi là Lăng Hàn. Lăng Hàn giả vờ không thích nói, người đây là xem thường ta sao. Mẹ kiếp, mau mau chạy trốn, chuyện gì sau này hãy nói. Lôi hỏa đại đế thúc giục, hắn cũng không muốn lại treo lên cột cờ. Muốn chạy, người trẻ tuổi cẩm phục kia cười gần, hắn tức giận đến lỗ mũi phun lửa, đoàn người Lăng Hàn người nào cũng không để ý đến hắn. Hơn nữa còn Quang Minh Chính đại nói muốn chạy trốn, coi hắn là người chết sao. Đối nghịch khổng ra ta người nào cũng sống không lâu hắn uy nghiêm đáng sợ nói ngươi là cái dễ hành nào lăng hàn hỏi lôi hỏa đại đế không khỏi ai thán có cơ hội cực tốt không chạy trốn lại còn múa mép khua môi người trẻ tuổi cẩm phục hừ một tiếng nói ta chính là khổng tường hắn dừng một chút đảo qua đoàn người lăng hàn ngạo nghễ nói hiện tại quỳ xuống cầu xin ta còn có thể suy tính một chút cho các ngươi một con đường sống lăng hàn cười ha ha quay đầu nói ta phát hiện người của khổng gia đều có thiên phú nói chuyện cười, các nữ cũng rất nể tình mà che miệng cười khẽ. khổng tường giận dữ lấy ra một cây trường thương, đột nhiên cất bước vọt về phía lăng hàn, một thương quét ngang uy vũ sinh uy. khổng tường ở trong thế hệ tuổi trẻ của khổng gia thiên phú không yếu, tuy tu đạo chỉ mười mấy vạn năm, không ngờ tu vi đã là tứ trảm, một thương này cực kỳ đáng sợ, từng viên từng viên phủ văn phát sáng như bài sơn đảo hải. lăng hàn thổi một hơi, hô nhất thời kình phong giật động khổng tường sông lên lập tức phanh rừng, cả người chậm lại, khó khăn lắm mới bước ra một bước, quần áo trên người ở dưới kình phong khủng bố từng mảnh từng mảnh phá nát, trong nháy mắt liền thành heo nhãn bóng. chương 2647, Nguyên do kết họa. Kình phong lay động qua, khổng tường lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã rầm trên mặt đất. Hắn phát hiện vẻ khốn quấn của mình, vội vã đưa tay che hạ bộ, nhưng phát hiện che phía trước còn thiếu phía sau, không khỏi buông thương trong tay, dùng một cái tay khác đi che mông của mình. Hắn đỏ bừng cả mặt, chỉ cảm thấy Lăng Hàn quá thiếu đạo đức, lại sử dụng chiêu thuật nham hiểm như vậy. Quá vô liêm sỉ, Lăng Hàn cười ha ha, không cần che, so với con kiến cũng không lớn hơn được bao nhiêu, căn bản không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, khổng tường đưa tay chỉ Lăng Hàn, nhưng chỉ tay mới phát hiện mình lộ hết, vội vã rụt trở lại, mặt đỏ bừng lên, hận không thể có cái khe chui xuống. Lôi hỏa đại đế thở dài nói, Lăng Hàn, người này chỉ là tứ chảm nhưng khổng gia cường giả như mây ngươi nhanh chạy một chút cho ta ta gọi ngươi ca còn không được sao ta vốn là ca ngươi a à? lăng hàn cười nói hắn vỗ vỗ vai của lôi hỏa đại đế yên tâm ca sẽ bảo bọc ngươi lôi hỏa đại đế phiền muộn ta đã khuyên ngươi chờ sau đó nếu như ngươi bị bắt treo lên đánh cũng không nên oán ta không có nhắc nhở ngươi không phải nói đánh không lại liền giao ngươi ra sao lăng hàn lại bắt đầu đùa hắn cút lôi hỏa đại đế chỉ có phần trợn trắng mắt khổng tường vội vã từ trong không gian thần khí lấy ra quần áo thay sau đó mới thở phào nhẹ nhõm một lần nữa nhặt trường thương lên một bên tàn bạo nhìn chằm chằm lăng hàn nếu như ánh mắt có thể giết người vậy lăng hàn đã chết vô số lần hắn không dám tiếp tục tùy tiện ra tay tuy vừa nãy lăng hàn không có thể hiện bao nhiêu nhưng một hơi liền thổi hắn không thể đi tới càng làm cho quần áo hắn phá nát thực lực này tuyệt đối ở trên hắn hơn nữa không chỉ một chút phải biết lôi hỏa đại đế chính là tiên phủ cảnh như vậy lăng hàn cùng đối phương xưng huynh gọi đệ hẳn cũng là tồn tại tiên phủ cảnh thua ở dưới tay người như vậy hắn không cần cảm thấy xấu hổ hắn một bên phát ra tín hiệu gọi cứu binh một bên nhìn chằm chằm lăng hàn nói ngươi là người nào dám trêu chọc khổng ra ta dám báo họ tên không lăng hàn mỉm cười vốn loại tiểu nhân vật như ngươi là không có tư cách nói chuyện cùng ta nhưng ai bảo con người của ta trời sinh không có cái giá ta tên bá bá không tương lẩm bẩm một bên ở trong đầu tìm kiếm, xem có nhân vật đối ứng hay không. Ai, con trai ngoan, Lăng Hàn gật đầu, thao, bị lừa, hai mắt khổng tường trợn lên, giận dữ nhìn, tóc cũng thẳng lên, chỉ cảm thấy Lăng Hàn quá cay độc, rõ ràng là tiên phủ cảnh, nhưng lại nhiều lần chiếm tiện nghi của tứ chảm như hắn, nào có như vậy. Ngươi là như thế nào kết thù với khổng gia? Lăng Hàn không tiếp tục để ý khổng tường nữa, loại tiểu nhân vật này thật không cần để ở trong lòng. Lôi hỏa đại đế phiền muộn, người hiếu kỳ không thể thay thời gian cùng địa điểm hỏi sao đã nói với người phải chạy trốn lấy mạng thoát thân ngươi làm sao không nghe đây còn nhớ ta bị người đuổi giết trốn đi hàng thiên đại lục không hắn vẫn nói ra nếu không trong lòng không thoải mái lang hàn nha một hồi có quan hệ tới khổng gia lôi hỏa đại đế gật đầu kia là sự tình mấy tỷ năm trước ta chiếm được một tấm bản đồ kho báu lại bị lão tổ khổng gia đạt được tin tức một đường truy sát ta tuy ta may mắn trốn chạy tính mạng nhưng bản đồ kho báu rơi vào trong tay của lão tổ khổng gia. Điều này cũng có thể tưởng tượng, lúc trước lôi hỏa đại đế trốn vào hàng thiên đại lục chỉ còn dư lại một tia thần hồn, đường đường cường giả tiên phủ cảnh lại muốn lăng hàn đi giúp hắn thu thập vật liệu cấu trúc thân thể, có thể thấy được lúc trước thê thảm cỡ nào, bản đồ kho báu bị đoạt đi cũng hợp tình hợp lý. Vậy hiện tại người chạy tới nơi này là muốn đoạt lại bản đồ kho báu sao? Lăng hàn hỏi, lôi hỏa đại đế lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, bảo tàng khẳng định đã bị khổng gia lấy đi hơn nữa khổng gia trước chỉ là thế lực tứ tinh phổ thông nhất cường giả thăng nguyên chỉ có một tên hiện tại là đạt đến hơn trăm cái hắn dừng một chút đây nhất định cùng phần bảo tàng kia có quan hệ lang hàn đồng ý nếu không có tình huống đặc thù phát sinh một thế lực tứ tinh phổ thông làm sao có khả năng nhảy một cái trở thành cấp bậc hàng đầu ngựa không ăn cỏ đêm không béo người không tiền của bất chính không giàu hơn nữa nếu không phải thành tựu tiên vương nhất định phải đi tiên lộ tin tưởng hiện tại khổng gia đã có một đến hai vị tiên vương bọn họ đạt được bảo tàng cũng thật ra sức, ta xác thực không cam lòng, nhưng vẫn không có tu thành thăng nguyên, tự nhiên không thể đi tìm cái chết, chỉ là muốn quan sát tình huống một chút. Nhưng kết giao sai tiểu nhân làm bạn, tiết lộ bí mật thân phận của ta, kết quả liền bị khổng ra nắm lấy, nhận hết rằn vặt, đã ở trên này chết hơn một vạn năm. Lôi hỏa đại đế thở dài, có một loại hàn ý nghĩ lại mà kinh. Hơn một vạn năm A, à, chỉ là treo ở trên cột cờ nhận hết dầm mưa dãi nắng, bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, vậy thì không phải một thiên tài có khả năng chịu đựng, huống chi hắn còn bị hạ xuống cấm chế, thời khắc chịu đựng thống khổ to lớn. Lăng Hàn Nha một hồi, khổng gia này cũng thật tàn nhẫn, tiêu chuẩn giết người đoạt bảo. Chỉ là đặt ở tiên vực, tình huống như vậy tựa hồ quá bình thường, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn làm như thế. Xeo xeo xeo, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, viện quân của khổng gia đến. Lần này đến chính là mấy tiên phủ cảnh, tuy thực lực cao cường, nhưng bởi vì tam vân thành quá to lớn, chạy tới cũng cần thời gian rất lâu, cho dù nhận được tin tức liền xuất phát, còn đến lúc này mới chạy tới. Cửu thúc tổ, thập nhất thúc tổ, thập cửu thúc tổ, khổng tường vội vã kêu lên, lập tức đến nhiều cường giả như vậy, để hắn sức lực tăng nhiều. Một người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt như điện, quét một hồi ở trên mặt của lăng hàn, thật giống như sấm sét giữa trời quang, có thể chiếu mù hai mắt của người. Hắn nặng nề hư một tiếng, ngươi là người nào, lại dám nhúng tay việc của khổng gia ta. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ có được hay không? Lăng Hàn cười nói, chỉ chỉ mình, đại trưởng phu ngồi không cải danh, đi không đổi họ, bá chính là ta. Bá, trung niên nam tử này lẩm bẩm, đang suy tư danh tự này. Con trai ngoan, Lăng Hàn gật đầu, chương 2648, nhận ra, lúc này nam tử trung niên kia mới ý thức được bị lừa, không khỏi nổi giận, sắc mặt lập tức chìm xuống. Lại dám ở trước mặt ta trêu chọc hoa chiêu như vậy, thực sự là không biết cái gọi là. Không nên phí lời, trực tiếp bắt, cùng một chỗ kéo lên cửa thành. Lại một người đàn ông tuổi trung niên nói, hắn tướng ngũ đoạn, nhưng khí thế tương đối kinh người, như một mãnh thú, nhìn người một chút cũng làm người ta bay lên hàn ý. Được, người đàn ông tuổi trung niên thứ nhất gật đầu, hắn lấy tay tóm tới lăng hàn, hóa thành một bàn tay màu đen khổng lồ, tiên phủ bí lực sôi trào, đòn đánh này cực kỳ đáng sợ. Hắn không có xem thường lăng hàn, bởi vì từ khổng tường báo lại, lăng hàn tuyệt đối là cấp bậc tiên phủ cảnh. Lăng hàn khẽ mỉm cười, chung miệng thổi một hơi, Ô. Nhất thời, cuồng phong tịch cuốn, lôi hỏa đại đế lắc đầu, ra tay chính là cường giả tiên phủ cảnh khổng linh của khổng gia, tu ra tam bí, há lại là khổng tường có thể so sánh. Cho dù hắn đối đầu cũng phải toàn lực ứng phó, nếu không sẽ bị đối phương chém giết. Lăng Hàn lại thổi một hơi, người đây là tiên khí sao? Khổng linh cũng nổi giận, tiểu tử này lại dám thổi khí tới đối phó mình, làm sao không thổi chết đi. Muốn chết, hắn hừ một tiếng, bàn tay lớn lao nhanh không chỉ muốn chấn áp lăng hàn, càng muốn cho đối phương nhận hết sản vặt, bằng không tiêu không được cơn giận trong lòng. Hô, gió to gào thét, có kinh lực đáng sợ đang cuộn trào. Khổng linh nổ ra bàn tay lớn căn bản không đỡ nổi một đòn, lập tức tan giã hóa thành mảnh vỡ, sau đó biến mất, mà luồng kinh phong này còn thổi về phía khổng linh, thổi đến hắn thân hình lay động, đang đang đăng, liên tiếp lui về phía sau, quần áo trên người phá nát, hóa thành hồ điệp. Khi kinh phong tản đi, khổng linh cũng như khổng tường, biến thành trần chuông. Sách, Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, bởi vì phía dưới của khổng linh lại không có lông, nhưng tuyệt đối không phải trời sinh như vậy, mà là cạo hết. Kháo, thật biết chơi a à. lôi hỏa đại đế, mấy người còn lại của khổng ra toàn bộ ngốc đi, một hơi thổi tan công kích của tam bí cường giả, càng làm cho quần áo phá nát, đây là thực lực kinh người cỡ nào. Thăng nguyên cảnh, lôi hỏa đại đế nuốt ngụm nước miếng, trên mặt của hắn tất cả là khó mà tin nổi, Lăng Hàn lại thành thăng nguyên cảnh hắn mới chỉ là tiên phủ a à. phải biết hắn là trùng tu một lần nghĩ như thế nào tiến cảnh cũng phải nhanh hơn lăng hàn gấp trăm lần thậm chí ngàn lần làm sao sẽ bị đối phương vượt qua chẳng trách lăng hàn tràn đầy tự tin như thế thăng nguyên đối với thăng nguyên cho dù lại thế đơn lực bạc nhưng chỉ cần không bị vây quanh liền muốn đi thì đi có thể khoái hoạt tiêu dao rõ ràng là tiên phủ cảnh làm sao sẽ mạnh như vậy hiện tại trạng thái của lôi hỏa đại đế không đúng sức cảm ứng sẽ có sai lệch nhưng người của khổng gia sẽ không, bọn họ cũng khiếp sợ cực kỳ. Lăng Hàn để lộ ra khí tức, rõ ràng chính là tiên phủ. Bọn họ vội vã lại gửi thư báo, gọi viện binh. Lăng Hàn cười nói, nếu cũng gọi ta là cha, vậy liền đến hảo hảo cúi chào đi. Hắn nắm người khổng gia như diều hâu vồ gà con, từng cái quỷ gối ở cửa thành, xếp thành một hàng. Hắn cùng lôi hỏa đại đế làm sao cũng có thể xem như là có chút giao tình, mà đối với khổng gia thì lại chỉ có căm ghét, bởi vậy nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, Hắn dự định thay lôi hỏa đại đế xả giận. Ngươi còn chỉ là tiên phủ. Lôi hỏa đại đế cả kinh hỏi. Lam Hàn suy nghĩ một chút. Vấn đề này rất khó nói thẳng là phải hay không phải. Lôi hỏa đại đế lường một cái. Phải là phải. Không phải liền không phải. Làm sao có khả năng sẽ rất khó nói. Lam Hàn giải thích. Ngươi lại không biết dị vực là cái gì. Ta nói với người ta ở nơi đó tu đến thăng nguyên. Về tới đây lại bị đánh trở về nhị bí. Hiện tại lại lần nữa tu đến thập nhất bí. Ngươi có hiểu không? Lôi hỏa đại đế cười ha ha, cái gì ở dị vực tu đến thăng nguyên, dị vực là nơi nào? Hơn nữa, thập nhất bí là cái quỷ gì, bắt nạt ta ít đọc sách sao? Lăng Hàn không khỏi cảm khái, lúc trước mọi người từ hàng thiên đại lục đi ra, bất kể là tu vi, thực lực hay kiến thức, đều kéo dài khoảng cách rất lớn. Hắn không cần phải nói, Vũ Hoàng cũng bước vào thăng nguyên cảnh, trở thành đế tinh, hổ nữ cũng như thế, nhưng tỉ như đám người phong phá vân, mộ dung thanh, bây giờ nhiều nhất là phân hồn, mà lôi hỏa đại đế cho dù có kinh nghiệm đời trước, bây giờ cũng chỉ vừa trở lại tiên phủ mà thôi. Lôi hỏa đại đế hiển nhiên không biết đế giả, đế tinh tồn tại, càng không thể tiếp xúc được chiến tranh vị diện. Nhưng tin tưởng theo hắn ở chiến trường hai giới nổ bom, toàn bộ tiên vực đều sẽ biết bộ mặt thật của tam đại thiên tôn, cũng biết sự thực dị vực đang xâm lấn. Cảnh thái bình giả tạo, vô ích đối với tương lai của tiên vực, hơn nữa, dị vực còn xuyên thấu qua phương thức sùng bái tiên linh đến giao động căn cơ của tiên vực, Điều này cũng cần cảnh giác, cần toàn dân động viên. Ta đến hảo hảo giáo dục cho ngươi một khóa." Lăng Hàn cười nói, sau đó nhìn Lôi Hỏa Đại Đế nói tới chiến tranh vị diện, cũng nói đến đế giả, đế tinh tồn tại. Lôi Hỏa Đại Đế nghe như ở trong mơ, ngay cả người khổng gia cũng không thể tin được, thế giới bọn họ sinh hoạt lại nguy hiểm như vậy, lúc nào cũng có thể bị một vị diện khác xâm lấn, giết sạch hết thảy bọn họ. Chờ sau khi Lăng Hàn nói xong, Lôi Hỏa Đại Đế cũng triệt để ngốc mất, hoàn toàn nói không ra lời mấy người khổng gia cũng không tốt hơn chỗ nào, hiện tại ý nghĩ duy nhất của bọn họ chính là, Lăng Hàn khẳng định điên rồi. Đúng lúc này, tiếp viện của khổng gia đến, hư, người nào lại dám khiêu khích huy nghiêm của khổng gia ta? Một nhóm người đi tới, người cầm đầu có vẻ thịnh nộ, lại để người khổng gia quỳ thành một hàng, cái này quá nhục nhã. Lần này người đến liền nhiều hơn, mà thực lực cũng tranh lệch không đồng đều, có thăng nguyên cảnh, cũng có tiên phủ cảnh, càng có phân hồn, chảm chân, nhưng thăng nguyên cảnh liền chỉ có bốn, Lăng, Lăng Hàn, có người đột nhiên run giọng nói. Lăng Hàn nhìn sang, nhe răng nở nụ cười. Ngươi gọi khổng nghiệp đúng không, ta nhớ được ngươi. Người kia chính là một trong tam đại thang nguyên cảnh lúc trước đi cửu xà đảo. Hắn vạn lần không ngờ, Lăng Hàn không chỉ không có tránh, lại còn chủ động giết tới Tam Vân Thành. chương 2649, khổng gia không còn. Trong lòng khổng nghiệp âm thầm hô không xong, bởi vì đại bộ phận cường giả của gia tộc được điều động đi tới cửu xà đảo vây giết Lăng Hàn, không nghĩ tới tiểu tử này đi ngược lại con đường cũ, giết tới dưới Tam Vân Thành, đây là muốn thừa lúc vắng mà vào, tóm lấy khổng ra sao. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, có người đầy mặt mờ mịt, Lăng Hàn này là ai? Nhưng chỉ cần là cao tầng của khổng gia thì đều thay đổi sắc mặt. Đây là một gia hỏa cực kỳ khủng bố, một quyền đánh nổ cánh tay của khổng an, làm hại ba người khổng gia ỉu siêu chán trường thoát đi cửu xà đảo, mất mặt đến nhà bà ngoại. Hiện tại, tên sát tinh này lại giết tới Tam Vân Thành. Ngươi muốn làm gì khổng nghiệp ngoài mạnh trong yếu kêu lên hắn đối với lăng hàn đã sợ như hồng thủy mãnh thú lăng hàn vỗ vai của lôi hỏa đại đế đây là tiểu đệ của ta bị các ngươi treo lên nghiêm hình đánh đập hiện tại ta đến đương nhiên là muốn đòi lại món nợ này đám người khổng gia cũng phiền muộn đi cửu xà đảo nơi đó là tổ địa của vợ lăng hàn nghiêm trị một tên đối đầu của khổng gia lại là tiểu đệ của lăng hàn lẽ nào khổng gia cùng tên này xung khắc sao lôi hỏa đại đế càng thêm phiền muộn nói Ta mới không phải tiểu đệ của ngươi, lúc trước Lăng Hàn còn cầu hắn truyền thụ thần thông bảo thuật, hắn là tiên nhân cao cao tại thượng, hiện tại lại thành tiểu đệ. Lăng Hàn cười ha ha, rất nhiều người cầu làm tiểu đệ cho ta cũng không có cửa, nếu không phải nể tình mọi người là lão bằng hữu, ta mới không mở cửa sau cho ngươi. Hắn nhìn đám người khổng ra mới tới một chút, "Đến, đi nhà các ngươi tham quan, đến cùng là đầm rồng hang hổ gì?" Lăng Hàn, ngươi không nên quá mức, Khổng Nghiệp quát lên, chỉ là lần này bọn hắn chỉ có 4 thăng nguyên cảnh, thêm vào trong nhà còn có 5, tổng cộng mới 9 cái. 9 cái có thể ngăn được Lăng Hàn sao? Hắn không hề nắm chắc, đang hoàng mà dẫn đường đi, Lăng Hàn cường thế ra tay. Hiện tại Lăng Hàn là thực lực ra sao? Dưới thể thuật phát huy, sinh mệnh lũy thừa cao tới hơn 4.400, điều này là bởi vì vô nhạc thiên tôn cho hắn máu thiên tôn, nhưng không có lập tức bộc phát ra, mà lấy phương thức tiến lên dần dần chậm rãi phát huy. Nếu lập tức bộc phát ra, cho dù vô nhạc thiên tôn đã đánh tan sát khí trong đó, nhưng vẫn có thể giết lang hàn vài trăm lần. Trao đổi một người khác, cho dù đồng dạng có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng tuyệt đối không thể so với lang hàn, bởi vì chỉ có lang hàn mới có khả năng sử dụng lực lượng thiên địa rèn luyện thân thể, hai người là tương thông. Không thể hấp thu lực lượng thiên địa, như vậy sử dụng máu thiên tôn sẽ mất giá rất nhiều. Hiện tại lang hàn quá mạnh, hai ba lần liền oanh bại bốn tên thăng nguyên cảnh của khổng gia, mặt khác cũng bởi vì trong bốn tên thăng nguyên cảnh chỉ có khổng nghiệp là cấp độ viên mãn, ba người kia không phải tiểu thành là đại thành, thực lực tranh lệch càng to lớn hơn. Ở dưới áp lực của Lăng Hàn, người khổng gia không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn dẫn đường, dẫn sói vào nhà. Đến khổng gia, năm tên thăng nguyên cảnh còn lại cũng đồng loạt ra tay, nhưng ngay cả nữ hoàng cùng hổ nữ cũng đánh không lại, toàn bộ bị chân áp. Đoàn người Lăng Hàn liền chiếm nhà của người khác, hiện tại lôi hỏa đại đế rất có cái giá, ở khổng gia dưỡng thương, mặt khác còn sắp xếp ba tên cường giả thăng nguyên cảnh hầu hạ hơi không vừa ý sẽ bị hắn quát mắng cái này chịu hơn một vạn năm khổ sở hắn tự nhiên là oán khí ngút trời có điều hắn càng thêm lưu ý chính là lúc trước khổng gia đạt được bản đồ kho báu đến tột cùng dựa vào cái này đạt được bảo vật gì lại có thể để một gia tộc phồn vinh đến mức độ như thế lăng hàn cũng rất tò mò lăn qua lộn lại những thăng nguyên cảnh của khổng gia kia tra hỏi điều này hiển nhiên là một bí mật lớn của khổng gia mấy thăng nguyên tiểu thành đại thành xác thực hoàn toàn không biết, bất luận bị Lăng Hàn thẩm vấn làm sao cũng mờ mịt, chỉ có khổng nghiệp che che giấu giấu. Lăng Hàn chẳng muốn rút hồn, liền để nhu yêu nữ đến, yêu nữ này tinh thông khống chế tinh thần A. Nguyên bản lấy tu vi của nhu yêu nữ là không đủ để ảnh hưởng một tên cường giả thăng nguyên cảnh đại viên mãn, ai bảo khổng nghiệp bị Lăng Hàn niêm phong tu vi, căn bản không có sức chống cự, hai ba lần mà thôi, hắn liền khai hết. Khổng gia căn cứ bản đồ kho báu đạt được một kho báu kinh người, từ bên trong lấy ra lượng lớn đan dược chính là những đan dược này trợ giúp khổng gia ở trong vài tỷ năm ngăn ngắn bay lên lập tức có thêm hơn trăm thăng nguyên cảnh trong bảo tàng này có thật nhiều cấm chế còn chưa cởi ra hết bởi vậy khổng gia đạt được bảo vật cũng chỉ là một bộ phận trong đó bởi vì quan hệ quá lớn khổng nghiệp cũng không biết bảo tàng này đến tột cùng ở nơi nào bí mật này chôn sâu ở trong lòng của lão tổ khổng gia bảo tàng của thượng cổ tiên vương sao lôi hỏa đại đế thèm nhỏ dãi lang hàn thầm nghĩ có nhiều đan dược như vậy, có thể giúp hơn trăm người đột phá đến thăng nguyên cảnh, ta phỏng chừng cái này không phải tiên vương bảo tàng, mà là kho báu của một vị ngũ tinh đan sư. Hắn không khỏi tim đập thình thịch, mình cách ngũ tinh đan sư chỉ một bước, nói không chắc tiếp xúc ngũ tinh đan dược nhiều một chút liền có thể rộng rãi sáng sủa, bước ra bước mấu chốt nhất. Ngũ tinh đan sư, lôi hỏa đại đế không khỏi lộ ra vẻ kính sợ, ngũ tinh đan sư thậm chí còn bá đạo hơn tiên vương, cõi đời này tuy số lượng tiên vương không nhiều, nhưng kỳ thực cũng không ít, còn ngũ tinh đan sư lại hiếm như lá mùa thu. Nhân vật như vậy, ngay cả tiên vương cấp thấp cũng phải hành lễ khoản đãi, tiên vương cấp cao thì khách khách khí khí. Lăng Hàn lắc đầu, quay về hắn đập một quyền, ngũ tinh đan sư cũng không có gì đặc biệt, ca không bao lâu nữa cũng có thể trở thành nhân vật như vậy. Ha ha, lôi hỏa đại đế đương nhiên không tin, thiên phú võ đạo cao cùng thành tựu đan đạo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lăng Hàn cũng không giải thích, cái thứ này chờ bị dọa đến trợn mắt ngoác mồm đi. Chỉ đợi hai ngày, đại bộ đội của khổng gia rốt cuộc giết trở về. Lăn ra đây cho lão phu, một bạch mi lão nhân lớn tiếng quát, thân hình hắn cao lớn, một thân hồng bào, toàn bộ tóc hóa thành màu trắng. Hắn chính là khổng gia gia chủ, cũng là tham nguyên cảnh thứ nhất của khổng gia, người đạt được tấm bản đồ kho báu kia. chương 2650, sư tử vào bầy dê thượng. Hắn vừa về đến gia tộc liền bị vô số người kêu cha gọi mẹ hộ oan ức, chủ yếu là hai ngày nay lôi hỏa đại đế quá dần vật để khổng ra từ trên xuống dưới khổ không thể tả. Xưa nay chỉ có bọn họ nô dịch người khác, há có đạo lý ngược lại. Soảng, thiên địa kinh lôi, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn, bao phủ ở phía trên khổng ra. Đây là, thiên kiếp, người khổng ra sợ hết hồn, thiên kiếp này không có mắt, dưới tàn phá phỏng trừng toàn bộ khổng ra sẽ hóa thành phế tích. Xeo, một bóng người phóng lên trời, chính là nữ hoàng. Nàng lắng động đã đủ, bởi vậy quả đoán thả ra áp chế tu vi, bắt đầu độ thiên kiếp nàng có thể nói là hoàn toàn không coi ai ra gì sao quan tâm nơi này là nhà của ai ngược lại không phải nhà của mình là tốt rồi liền trực tiếp độ kiếp ở đây xoảng 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 từng đạo từng đạo cuồng lôi dung trời chấp giật cuồng phách đánh về phía nữ hoàng nữ hoàng rất ghê gớm nàng là đế tinh thu gia thập nhất bí lại luyện ra một bộ phận nguyên lực đối với thiên địa mà nói đây là một dị đoan càng mạnh mẽ liền càng không thể dung bởi vậy thiên kiếp này cực kỳ khủng bố vượt xa thang nguyên tiểu thành phổ thông. Cái này để mọi người khổng gia hái hùng khiếp phía, cho rằng là một tên thăng nguyên tiểu thành đang độ kiếp, muốn bước vào đại thành. Mà tuy thiên kiếp sẽ không đánh người vô tội, nhưng hoàn toàn sẽ không lưu ý phòng ốc gì đó. Chỉ hai, ba đạo thiểm điện đánh xuống, khổng gia đã hoàn toàn thay đổi. a à, các cường giả khổng gia gào thét, nhưng không có biện pháp nào, lẽ nào bọn họ dám xông vào thiên kiếp lôi nữ hoàng ra sao? Dám quấy nhiễu thiên kiếp, sẽ bị thiên địa nhầm vào, mà ngoại trừ loại quái vật lang hàn này ra, ai dám không có việc gì mà đi độ thiên kiếp chơi? bọn họ chỉ có phần gào thét, Thề muốn đánh mấy người lang hàn thành cặn bã. thật vất vả, nửa ngày trôi qua, mây đen tiêu tan, thiên kiếp đi qua. thiên địa của tiên vực không mạnh mẽ bằng dị vực, thời gian thiên kiếp kéo dài cũng ngắn hơn nhiều lắm. người khổng ra vừa định tức giận, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn, lần thứ hai hình thành kiếp phân mới. kháo, chuyện gì thế này? độ kiếp cũng có xếp hàng, nếu cũng tới chơi hổ nữ hưng phấn kêu, chui vào bầu trời, bắt đầu độ kiếp. Người khổng ra mặt xám như cho tàn, nguyên bản nữ hoàng qua xong kiếp sau, tuy khổng ra hóa thành phế tích, nhưng vẫn có thể trùng kiến, nhưng hổ nữ cũng theo độ kiếp, từng đạo từng đạo chấp giật đánh xuống, oanh đắt bằng thành cái hố. Cái này vẫn không có xong a à, nhìn điệu bộ của thiên kiếp này, thật giống như muốn oanh khổng ra tổ địa thành đại hải. Quả nhiên, nửa ngày sau, khổng ra đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một hồ nước lớn như biển cả lần này xong chứ, người khổng gia đã tức điên, đang định tức giận, xoảng tiếng sấm chấn động, lại có thiên kiếp mới hình thành. Ngươi, các ngươi xong chưa, lần này là nhu yêu nữ, nàng cũng trở lại thăng nguyên, lên trời độ kiếp. Được rồi, nửa ngày sau, cự hồ thật hóa thành biển. Các ngươi những cặn bã này, lão tổ khổng gia nhìn chằm chằm đám người lăng hàn, thời điểm ba nữ độ kiếp, lăng hàn thu những người khác vào không gian thần khí. Mình thì đối kháng dư huy của thiên kiếp một hồi, cho hắn mà nói tự nhiên là chút lòng thành. Hắn muốn giết người, không, hắn muốn ăn thịt người. Lão tổ khổng ra lập tức giết tới, trong lỗ mũi của hắn phun ra khí lưu màu trắng, trong đôi mắt lại có ánh lửa lóng lánh, thực là phẫn nộ đến trình độ cao nhất. Trước nay chưa từng hận như vậy, để hắn hận không thể ăn thịt người. Hắn lấy ra một đại đao màu đen, chém về phía lăng hàn. Theo hắn chém ra một đao, phù văn trên thân đao cũng từng viên từng viên phát sáng, chỉ thấy khí tức màu đen quấn quanh, hóa thành từng cái đầu lâu. Đao chưa đến, từng tiếng rít đã vang lên ở trong thức hải của Lăng Hàn. Cái này không phải thanh âm, mà là thần thức công kích. Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng, mở miệng trách mắng. Đốt, đung, từng cái đầu lâu phá nát, mà ở trong thức hải của hắn, tiếng rít chói tai cũng rồn dập dập tắt. Lão tổ khổng ra nhất thời thất sắc, hắn sớm biết Lăng Hàn mạnh mẽ, nhưng không có tận mắt nhìn là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Làm sao sẽ mạnh như thế? cùng tiến lên hắn không có chết sĩ diện mà khẽ quát một tiếng nhất thời hết thảy cường giả thăng nguyên cảnh của khổng gia cùng nhau điều động nhiều đến trăm người vây quanh lăng hàn nữ hoàng cùng hổ nữ đều không có nhúng tay đối với lăng hàn có tự tin tuyệt đối nhưng trong lòng lôi hỏa đại đế lại lo sợ trường trăm thăng nguyên cảnh a hơn nữa có một nửa tồn tại đạt đến đại viên mãn đỉnh cao hoặc tiếp cận đỉnh cao mà lăng hàn mạnh hơn nữa cũng chỉ là một tiên phủ thật có thể đối kháng sao giết lão tổ khổng gia ra, ra lệnh một tiếng trước tiên xuất kích. Các cường giả khổng gia cũng dồn dập ra tay, nhất thời, ánh sáng chói lọi vô tận, nguyên lực phun trào, dẫn động lực lượng quy tắc, bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Lăng Hàn cười ha ha, triển khai nộ quyền, như sư tử vào dê bầy, chủ động sát phạt. Oanh oanh oanh, hiện tại thể thuật của hắn là châu bò cỡ nào, đấm ra một quyền, khổng gia liền có một người bị hắn đánh bay, căn bản không đỡ nổi một đòn. Sau mười mấy quyền, liền có mười mấy cường giả khổng gia ra chóc thịt bong, thậm chí xương cũng đứt đoạn, lộ ra, nhìn cũng làm người ta phát sợ. Người khổng gia không ai không chấn kinh đến tê cả ra đầu, đây là sức chiến đấu khủng bố cỡ nào. Tuy bị đánh bay chỉ là thăng nguyên tiểu thành, đại thành, nhưng ngay cả cường giả đại viên mãn chúng một quyền của Lăng Hàn cũng lảo đảo trở ra, cùng Lăng Hàn tranh lệch thực sự là quá to lớn. Không nên cùng hắn liều mạng, lão tổ khổng gia nói, lực sát thương của đối thủ thật đáng sợ, càng liều mạng càng xui xẻo. Mọi người khổng ra tản ra, quả nhiên không dám tiếp xúc phong mang của Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn triển khai quy tắc không gian, thân hóa ngàn vạn, cũng không phải ai muốn tránh liền có thể tránh. Hơn nữa, thể lực bạo phát không cần tuyên chuyển quy tắc, bớt đi một phân đoạn, tuy chỉ khác biệt tí tẹo như vậy, nhưng với Lăng Hàn mà nói, cái này đủ để hắn nắm giữ chủ động tuyệt đối. Oanh oanh oanh, bóng người hắn lướt qua, người của khổng ra từng cái bay lượt, như tiên nữ tán hoa. Lăng Hàn cũng không có hạ thủ lưu tình, hai ngày nay hắn cũng thoáng tìm hiểu một chút hành vi của khổng gia, thực không xưng được hiền lành tích được, mà là nhà giàu mới nổi tiêu chuẩn, ỉ vào gia tộc cường giả như mây, bắt nạt đàn ông chồng gẹo đàn bà, không chuyện ác nào không làm. chương 2651, Sư tử vào bầy dê hạ. Vì lẽ đó, hắn ra tay hoàn toàn không hề e rè, giết liền giết a à. Số lượng bầy dê nhiều hơn nữa lại có ý nghĩa gì, chỉ là dùng để bổ sung cái bụng cho sư tử, một chút thời gian, chừng trăm người khổng gia chỉ còn sót lại hơn 30 người vẫn tính là hoàn chỉnh đứng ở nơi đó. Các ngươi đều lui về phía sau, lão tổ khổng gia trầm giọng nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, lẽ nào lão tổ muốn cúi đầu sao? Nếu không thì, chỉ có lão tổ thì làm sao là đối thủ của Lăng Hàn? Có điều, lão tổ khổng gia hiển nhiên không có ý nghĩ đầu hàng, mà lấy ra một thanh kiếm. Vù, thanh kiếm này từ trong cơ thể hắn bay ra, nhất thời có ánh sáng xanh lục tỏa ra, một luồng uy thế trí cao bao phủ, khiến lòng người lạnh lẽo. Ồ, ngõa lý hóa thành nguyên hình, từ trên người của Lăng Hàn rớt xuống, hai mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, ánh sáng xanh lục bắn thẳng đến. Tiên khí, Lăng Hàn kinh ngạc nói, khổng gia tuyệt đối phát hiện một bảo khố lớn, ngay cả tiên khí cũng có, đây chính là giàu có hơn rất nhiều tiên vương A. Lão tổ khổng gia hiển nhiên là lần đầu lấy ra thanh tiên kiếm này, bảo mật là phải, một tên thăng nguyên cảnh nắm giữ tiên khí, đây là chút họa cho mình, chỉ thấy những người khác của khổng gia cũng mở mịt, bộ dáng ta căn bản không biết, nhưng rất nhiều người không nhịn được quỳ xuống. Đây là uy thế của tiên vương, thanh tiên kiếm này hiển nhiên không thể nhận lão tổ khổng ra làm chủ, không cách nào phát huy hoàn toàn uy lực, nhưng tiên khí chính là tiên khí, một lấy ra thì có khí tức cấp bậc tiên vương lưu truyền, người bình thường làm sao chặn. Nhìn thấy lục ca tiên kiếm, người chết cũng không tiếc. Lão tổ khổng ra cười lạnh nói, vung kiếm công kích, soạt, một đạo kiếm khí quét tới, không gian bị cắt ra, quy tắc phá nát cấp bậc tiên vương, vậy liền đạt đến độ cao của bản thân quy tắc, cho dù tiên khí không cách nào hoàn toàn phát huy, nhưng lực phá hoại vẫn không phải thăng nguyên cảnh có thể đối kháng. Thân hình của Lăng Hàn lóe lên, lẫn tránh, lực phá hoại của kiếm khí mạnh đó là một chuyện, nhưng người xuất thủ chỉ là lão tổ khổng gia, thăng nguyên đại viên mãn mà thôi. Thanh kiếm này có thể gán nợ, ngõ lý nói, ánh sáng xanh lục quét một vòng, hắn lộ ra vẻ hài lòng. Hắn tiến hóa liền cần vật chất bản nguyên của nguyên thế giới, tiên ma kiếm liền để hắn cực kỳ đỏ mắt. Lăng Hàn ha một hồi, được, người đi lấy đi, ta là chiến binh hình thức phụ trợ, chiến đấu không phải sở trưởng của ta. Ngõ Lý Đàng Hoàng trịnh trọng nói, căn bản không có ý thức được đây chỉ là Lăng Hàn chiêu chọc. Các người còn vọng tưởng đối kháng tiên binh, lão tổ khổng ra cười gần, lục ca tiên kiếm liên tục chém ra, kiếm ý uy nghiêm đáng sợ, chém toàn bộ không gian đến liềng xiềng. Cái này mang đến hậu quả chính là Lăng Hàn không cách nào lại tuyên chuyển đến quy tắc bốn phía, đều bị tiên kiếm chém nát. Lão tổ Uy Vũ thấy Lăng Hàn bị bức ép đến chỉ có phần né tránh khắp nơi, mọi người khổng ra phấn chấn không thôi, cao giọng kêu to, chỉ cảm thấy lần này rốt cục hãnh diện lại dám phạm khổng gia ta, thực sự là sống thiếu kiên nhẫn. Phế bỏ tu vi, kéo lên cửa thành, nhận hết cực hình mà chết. Không không không, sức chiến đấu của người này đáng sợ, vẫn là sớm giết mới tốt, để tránh khỏi lưu lại hậu hoạn. Nghe người khổng gia nhắc tới việc kéo lên cửa thành, sắc mặt của lôi hỏa đại đế không khỏi túi đen hắn tự nhiên nghĩ đến mình tao mộ bi thảm hận a à. lão tổ khổng gia cũng chiến ý tăng nhiều thét dài liên tục múa tiên kiếm càng nhanh hơn phải mau chóng chém giết lăng hàn người trẻ tuổi này thật đáng sợ nếu để hắn tiếp tục trưởng thành e là tiên kiếm cũng không thể chấn áp tiểu tử người đúng là cuồng a à. lão tổ khổng gia cười gần hơn trăm thăng nguyên cảnh vẫn chưa thể chấn áp lăng hàn ngược lại bị đối phương nổ đến chết thì chết tổn thương thì tổn thương hiện tại cục diện đảo ngược, hắn tự nhiên không nhịn được muốn trào phúng một hồi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, lão ra hỏa, cẩn thận vui quá hóa buồn, Ngươi cũng chỉ có thể ngoài miệng cậy mạnh, lão tổ khổng ra diếu cợt nói. Lăng Hàn lắc lắc đầu, nguyên bản còn dự định thỏa mãn lòng hư vinh của ngươi một hồi, nhưng ngươi muốn ăn đòn, được, tác thành ngươi. Xoạt, một đạo kiếm khí chém tới, đây là quy tắc trí cao, có thể đoạt thiên hạ vạn vật. Lăng Hàn không sợ đón nhận, như muốn cứng rắn chống đỡ uy của tiên kiếm lão tổ khổng gia vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới lang hàn lại sẽ ngốc như vậy. nhưng hắn đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ ở trong lòng cười gần, tiểu tử này thực sự là hôn mê đầu, coi mình yêu nghiệt, ngay cả uy thế của tiên kiếm cũng có thể ngang hàng sao? phốc, nhưng một màn phát sinh kế tiếp lại làm cho trong mắt của hắn trừng ra. trên người lang hàn cũng bùng lên một ánh kiếm ác liệt, cản lại công kích của lục ca tiên kiếm. hắn không mất một sợi tóc. lão tổ khổng gia có thể không khiếp sợ sao? kia là tiên kiếm a? chém cái gì cũng phải như bẻ cành khô, nhưng hiện tại lại chém không chết, chém không hư lăng hàn, sao có thể có chuyện đó. Tiểu tử này yêu nghiệt đến cấp bậc tiên vương sao, lăng hàn giết tới, hắn tay cầm tiên ma kiếm, chính là cái này chặn kiếm khí của lục ca tiên kiếm, nếu không thì, dù thể phách của hắn cực kỳ mạnh mẽ, cũng không dám lấy thân thể đi chịu đựng công kích do tiên khí đánh ra, cái kia không khác tự sát. Lão tổ khổng ra không tin tà, lục ca tiên kiếm liên tục chém ra, điên cuồng quét tới lăng hàn oanh, 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 lăng hàn vùng vẩy tiên ma kiếm đón lấy, chém giết từng cái kiếm khí kéo tới. Tuy tiên ma kiếm còn không phải tiên khí, nhưng vật liệu đã sớm đạt đến cấp bậc tiên kim, ngược lại lục ca tiên kiếm cũng không phát huy ra uy lực cấp tiên vương, vậy hai người kỳ thực không hề khác gì nhau. Ngươi, ngươi cũng có một tiên khí, lần này lão tổ khổng ra thực sự là thất kinh, lục ca tiên kiếm là lá bài tẩy to lớn nhất của hắn, nhưng lăng hàn lại có biện pháp đối kháng để hắn làm sao có thể không kinh hãi đến biến sắc. Tiên khí A, ngay cả tiên vương cũng rất ít người có thể có được, tại sao một tiên phủ cảnh nho nhỏ có thể đạt được? Nếu như hắn biết lang Hàn không chỉ nắm giữ tiên khí, hơn nữa tiên ma kiếm còn có cơ hội thăng cấp thành thiên tôn bảo khí, phỏng chừng hắn sẽ ngất đi. Thậm chí, trên người Lăng Hàn đã có một thiên tôn bảo khí, chỉ là hiện tại bị thương tích nghiêm trọng, ở trong một quãng thời gian rất dài không cách nào vận dụng. chương 2652, Cảm Bẫy, Lang Hàn giết tới, cực kỳ cường thế, tiên ma kiếm chém ra, len keng, cùng lục ca tiên kiếm phát sinh va chạm kịch liệt. Tình cảnh này nếu để cho người ngoài nhìn thấy, khẳng định đều sẽ cực kỳ khiếp sợ, bởi vì hai người không phải tiên vương lại đều có một kiện tiên khí, điều này làm cho đại bộ phận tiên vương không đất dung thân. Oanh, lão tổ khổng ra chém liên tiếp bảy kiếm, liền không còn cách nào chịu đựng, không ngừng thổ huyết. Hắn vội vã lấy ra đan dược cắn xuống, chỉ một hồi, khí tức của hắn liền trở nên mạnh mẽ, thậm chí so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đan dược này hiển nhiên không chỉ trị liệu thương thế, còn có hiệu quả tăng lên sức chiến đấu, nhưng sức chiến đấu của một người làm sao có khả năng vô duyên vô cớ tăng lên. Đặc biệt là đến thăng nguyên cảnh, tăng lên một chút xíu cũng thiên nan vạn nan. Lăng Hàn có thể khẳng định, khổng gia nhất định phát hiện kho báu của một vị đại đan sư, nếu không thì từ đâu tới nhiều đan dược như vậy, hơn nữa cấp bậc cao như thế. Có điều, ở dưới Lăng Hàn cường thế chân áp, lão tổ khổng gia rất nhanh lại không chịu được nữa. Lần này, Lão tổ khổng ra cắn không được đan dược gì rồi. Không phải không còn, mà là tuy loại đan dược này hiệu quả kinh người, không chỉ có thể trị thương thế, còn có thể kích phát tiềm lực. Nhưng chính vì như thế, đan dược này không thể cắn quá nhiều, nếu không sẽ tự mình cắn chết. Nhưng mà Lăng Hàn quá mạnh mẽ, hắn chỉ cản mấy chiêu thương thế lại nghiêm trọng, chỉ cảm thấy mình sắp chết rồi. Dừng tay, dừng tay, hắn liên tiếp lui về phía sau, nỗ lực cùng Lăng Hàn kéo dài khoảng cách. Người trẻ tuổi giữa chúng ta không có cửu hận không giải được gì, không bằng cứ thế ngừng tay, lão phu sẵn lòng bồi thường cho bằng hữu của ngươi. Sau khi nói ra câu nói này, hắn thực sự là oan ức chết mất, nhà bị san thành bình địa, tộc nhân lại tử thương nghiêm trọng, lại còn phải nhận lỗi với thủ phạm, há có thể không giận. Nhưng có biện pháp gì, lại muốn tiếp tục đánh, hắn thật sẽ chết. Được, Lang Hàn rất thoải mái gật đầu. Khi đó ngươi cướp đi tiểu đệ của ta một phần bản đồ kho báu, hiện tại trả bản đồ kho báu kia lại, đương nhiên, còn có tất cả những gì ngươi lấy ra từ trong bảo khố kia. Sắc mặt lão tổ khổng gia nhất thời tái xanh, cái bản đồ kho báu này quan hệ quá to lớn, cho dù vài tỷ năm qua, hắn từ trong đó lấy ra rất nhiều bảo vật, nhưng cũng chỉ có hơn một nửa, hơn nữa, những bảo vật quý giá nhất còn ở trong kia. Không phải hắn không muốn lấy ra, mà là không lấy ra được, cần thời gian rất dài đi phá giải cấm chế. Hắn làm sao có khả năng giao ra bản đồ kho báu, đây là căn bản để khổng gia quật khởi lão tổ khổng ra cười cợt nói, không dối gạt các hạ, kho báu kia đã bị ta chuyển trống rỗng, còn bản đồ kho báu, tự nhiên sớm đã bị lão phu đốt thành cho bụi. Lăng Hàn lắc đầu một cái, lão giả, lời nói này ngươi đi lừa gạt đứa nhỏ ba tuổi đi. Không giao bản đồ kho báu ra, ngươi qua không được cửa ải này. Lão ra hỏa, lôi hỏa đại đế cũng đứng dậy, nếu Lăng Hàn chiếm hết thượng phong, hắn tự nhiên không sợ. Thật không có bảo tàng, lão tổ khổng ra dùng giọng thành khẩn nói vậy ta liền tự mình động thủ. Lăng Hàn cường thế công kích, tiên ma kiếm chém ra, chiêu nào chiêu nấy ép sát. Lão tổ khổng ra cản mấy chiêu, nhưng càng ngày càng giật gấu vá vai, bị Lăng Hàn một quyền oanh lật, thành tù nhân. Trực tiếp siêu hồn của hắn, lôi hỏa đại đế nói, đối với khổng gia, đặc biệt là lão tổ khổng gia, hắn là tràn ngập cừu hận, nếu không có người này, hiện tại hắn khẳng định đã bước vào thăng nguyên cảnh. Không, lão tổ khổng gia vội vã kêu lên, có vẻ cực kỳ hoảng sợ ta đã ở trong óc bố trí cấm chế, chỉ cần ta bị siêu hồn, thức hải của ta sẽ nổ tung, không có ai có thể đạt được bất luận bí mật gì. Hắn đây là sợ chết, bởi vì chỉ cần siêu hồn hắn sẽ chết. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không dễ tin, đưa tay ấn lên đầu của đối phương, đưa một tia thần thức dò xét vào, rất nhanh hắn liền phát hiện, lão tổ khổng ra nói không sai, thức hải của đối phương có cấm chế bảo vệ, chỉ cần tiếp xúc sẽ tạo thành phá hoại tính chất hủy diệt. Người cũng đừng hòng nghiêm hình tra tấn gì với ta, ở dưới đạo cấm chế này, ta không thể nói ra bất luận sự tình gì có quan hệ bản đồ kho báu chỉ cần vừa mở miệng thức hải của ta đồng dạng sẽ đổ nát lão tổ khổng gia nói lang hàn hơi nhướng mày không nghĩ tới lão tổ khổng gia lại tàn nhẫn với mình như thế có điều ta có thể dẫn người đi tàng bảo khố kia lời nói của lão tổ khổng gia xoay một cái lại làm ra nhượng bộ cái kho báu kia cực kỳ nguy hiểm vài tỷ năm qua hắn cũng chỉ phá giải hơn một nửa cấm chế mà cấm chế còn lại càng thêm đáng sợ Muốn phá giải tuyệt đối không phải sự tình trong thời gian ngắn. Chỉ ít, hắn hết sức quen thuộc kho báu, chỉ cần bọn họ cùng một chỗ đi vào, hắn liền có biện pháp bắt Lang Hàn hoặc là giết chết những người khác. Đây là một cảm bẫy, một chiêu chuyển bại thành thắng. Lang Hàn nhìn lão tổ Khổng gia, hắn tự nhiên biết lão tổ Khổng gia đánh ý định gì, chỉ là không biết kho báu kia đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Nhưng, gặp nguy hiểm liền lùi bước sao? Lang Hàn nở nụ cười nói, "Được, vậy liền phiền phức ngươi." Lang Hàn Lôi hỏa đại đế vội vã nhắc nhở, thái độ của lão tổ khổng gia biến hóa nhanh như vậy, trong đó tất nhiên có cạm bẫy. Ngươi không dám đi, bảo bối không có phần của ngươi. Lang Hàn cười nói, ta sẽ không dám, lôi hỏa đại đế thuộc về loại dế bị kích động, lập tức nghỉnh cổ nói muốn đi sông một lần, nhưng hắn cũng không ngốc, ngay cả lão tổ khổng gia cũng có thể từ bên trong lấy ra bảo bối, vậy Lang Hàn càng mạnh hơn chỉ cần cẩn thận, thì kiên quyết không thể có vấn đề gì. Đi loại địa phương kho báu này hệ số nguy hiểm cực cao, đương nhiên không thể lỗ mãng, đám người lăng hàn trước tiên chuẩn bị một hồi, sau đó liền do lão tổ khổng gia dẫn đường, đi về phía kho báu. Sau khi xuất phát, lão tổ khổng gia mới tiết lộ, kho báu lại ở thất hoa thiên. Lăng hàn kinh ngạc nhìn lão tổ khổng gia, lão gia hỏa này thật là biết che giấu, kho báu ở cửu hoa thiên, mà gia tộc thì ở liệt diễm thiên, trong này tranh lệch tới ba thiên vực. Người chuyển đến gần một chút không được sao, chỉ ít cũng ở trong một thiên vực chứ. Chương 2653, thể phách tăng lên. Đây đương nhiên là vì bảo mật, Khổng gia đột nhiên quật khởi, cái này quá không bình thường, ai cũng có thể nhìn ra không thích hợp, ngay cả trong gia tộc khẳng định cũng có người sẽ lên lòng tham, muốn độc chiếm kho báu này. Vì lẽ đó, lão tổ Khổng gia xây dựng Khổng gia ở Liệt Diễm Thiên, người khác nghĩ như thế nào đi nữa, cũng sẽ không nghĩ đến kho báu sẽ ở Thất Hoa Thiên. Nếu không thì di chuyển cả gia tộc đến Thất Hoa Thiên, khẳng định sẽ càng thuận tiện. Bởi vậy có thể thấy được Tâm tư của lão tổ Khổng gia cực kỳ kín đáo, cũng khó trách hắn sẽ ở trong ý thức hải của mình bày xuống cấm chế. Nhưng cũng có thể thấy được, kho báu này quá lớn, cho nên mới để lão tổ Khổng gia cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Lăng Hàn không có ý sợ hãi, chỉ có kỳ vọng, cái này thật có khả năng là kho báu của một vị ngũ tinh đại sư, bên trong có đan dược cấp tiên vương. Đoàn người xuất phát, vì tiết kiệm thời gian, Lăng Hàn thu đại bộ phận người vào không gian thần khí, không có hắc tháp, hắn cũng cảm giác cực kỳ bất tiện dù sao hệ số an toàn của không gian thần khí không cao rất dễ dàng phá nát nếu có thể dùng tiên kim chế tạo là tốt rồi Lăng Hàn đánh chủ ý lên lục ca tiên kiếm đây chính là tiên khí không thể nhận chủ phát huy toàn bộ huy năng là một chuyện nhưng muốn tách rời nó phá hoại nó bảo đảm nó sẽ tự mình phát huy lực lượng Tiên vương to lớn ai dám đi tiếp xúc cái rủi ro này chí ít Lăng Hàn không có hứng thú như vậy chỉ có ngõ lý cực kỳ tha thiết muốn lăng Hàn cầm lục ca tiên kiếm tới gán nợ cho hắn Ngươi ngay cả tiêu hóa quyển sách kia cũng cần hơn 100 triệu năm, cho ngươi cũng lãng phí, trước tiên đặt ở chỗ của ta. Yên tâm, ta làm sao có khả năng hắn đổ vật của ngươi. lang hàn nghĩa chính từ nghiêm nói, đúng rồi, ngươi có thủ đoạn gì có thể tiêu trừ phú văn tiên vương phía trên sao. Chỉ cần tiêu đi phú văn tiên vương, tiên khí này sẽ thành vũ khí sắc bén, chỉ có uy năng của bản thân tiên kim, nhưng không thể phát huy ra thủ đoạn do tiên vương bày xuống. Đặt ở trong mắt người khác, đây là lãng phí rất lớn vốn là bỏ gốc lấy ngọn tại sao tiên khí châu bò không phải chính là vì phía trên có thủ đoạn tiên vương bày xuống sao bởi vì chỉ có tiên kim mới có thể chịu đựng uy năng như vậy tồn tại dưới lực lượng tiên vương chỉ có phần đổ nát ngoã lý gật đầu nói thân thể của ta có thể tự động lấy ra tất cả bản chất ước số vậy ta có thể học sao lang hàn mặt dày nói ngươi không được ngoã lý lắc đầu thân thể của ta là do vật liệu siêu huyền chế thành nắm giữ sức khôi phục siêu cường điểm ấy lăng hàn thấy tận mắt bị đại Hắc cẩu đánh nổ còn có thể rất nhanh khôi phục tựa như người không liên quan để đại Hắc cẩu cũng thèm nhỏ rãi đáng tiếc a à, đây căn bản không phải là cho người ta học lăng hàn lắc đầu vẫn là đi đùa tiểu khủng đi hiện tại tiểu gia hỏa trùng tu pháp môn của tiên vực tiến cảnh chỉ có thể nói chậm thái quá bởi vì nó là thiên địa dị vực sinh dưỡng trời sinh chính là vì dị vực chinh chiến hiện tại chạy đến tiên vực bị vị diện này nhằm vào rất lợi hại nếu không có ngõ lý giải phẫu cho tiểu khủng, thay đổi một vài thứ, để cho tiểu khủng học một ít đồ vật mới, thì tiểu gia hỏa đừng nói bắt đầu tu luyện, vừa xuất hiện liền bị thiên địa nhầm vào, chém chết. Lăng Hàn làm thời gian chảy với tiểu khủng, để tiểu gia hỏa có thể nhanh trưởng thành đến cảnh giới nên có, làm sao cũng phải trở lại thăng nguyên cảnh A. Nói đến trở lại thăng nguyên cảnh, bọn họ xuất phát 7 ngày, Lăng Hàn cũng cảm giác tích lũy đã đủ, thực không nhìn ra mình có địa phương nào tu đến không đủ hoàn mỹ, ngay cả ngõ lý cũng gật đầu cái này tự nhiên là nhờ phúc của máu thiên tôn nếu không thì lăng hàn có khả năng còn phải tích lũy mấy chục năm mới có thể đột phá hắn thả ra tu vi quả đoán đưa tới thiên kiếp nửa ngày sau thân hình lăng hàn hạ xuống không mất một sợi tóc hắn thuê một chiếc xe ngựa mình ngồi trên xe tìm hiểu sau khi vượt qua thiên kiếp trong lòng hắn có rất nhiều hiểu ra chủ yếu là máu thiên tôn cùng bất diệt thiên kinh dung hợp tu đến độ cao như hắn lấy bất diệt thiên kinh tăng lên thể phách cùng cường độ thần hồn đã không phải dựa vào khổ tu là được mà cần thiên tài địa bảo vô tận coi như lang hàn cướp sạch gia sản hơn trăm tổ vương nhưng vật liệu cũng có hạn dù sao không có mấy tổ vương sẽ thu toàn bộ gia sản ở trong không gian thần khí lại nói trong đại chiến không gian thần khí làm sao chịu đựng được sức chiến đấu cấp bậc tổ vương thậm chí thiên tôn khẳng định có thật nhiều bị nổ nát đồ vật bên trong tiến vào hư không không biết chạy đi nơi nào thể phách của lăng hàn đang tăng lên nhưng tốc độ rất chậm Bất quá lần này qua thiên kiếp, lại ngoài ý muốn xúc động máu thiên tôn, để hắn cảm giác có thể cấp tốc đẩy thể phách lên tới một độ cao mới. Thiên tôn là nhân vật gì, vượt qua quy tắc, một giọt máu cũng cực kỳ quý giá, huống chi là một đám lớn. Cái này vượt xa bất luận thiên tài địa bảo gì, chỉ là vô nhạc thiên tôn sợ giết chết lang hàn, mới để máu thiên tôn lấy một tốc độ chậm chậm tác dụng, hiện tại ở dưới sự kích thích của thiên kiếp mới bạo phát một hồi. Từ từ, trên người hắn kết ra một tầng kén dày đặc, tầng ngoài vàng óng ánh càng có ánh sáng 18 màu giật động, tỏa ra uy thế trí cao. Ở dưới uy thế như vậy, toàn bộ đội ngũ căn bản không thể tiến lên, ai cũng không nhúc nhích được, không thể làm gì khác hơn là dừng lại chờ. Lại qua vài ngày, cái kén vàng này phá tan, lăng hàn phóng lên trời, cả người trần chuồng, nhưng không có ai thấy rõ thân thể của hắn, bởi vì có màu sắc khác nhau quấn quanh, có khí thế kinh người lưu chuyển. Cây con mắt A, à, lôi hỏa đại đế vội vàng quay đầu đi, cho dù thấy không rõ lắm, hắn cũng biết hiện tại lăng hàn là cái tình huống thế nào lại xem thân thể một nam nhân hắn cảm giác không chịu nổi a à. đùng nữ hoàng lập tức một cái tát đập bay hắn lại dám ghét bỏ thân thể của nam nhân nhà nàng sống thiếu kiên nhẫn sao cho ngươi xem cũng đã là phúc phận của ngươi lôi hỏa đại đế chỉ có phần u oán hắn là biết nữ hoàng kiêu ngạo cỡ nào lý luận với nàng là hoàn toàn không thể thực hiện được không thể làm gì khác hơn là nhịn hơn nữa ai bảo hắn miệng tiện chứ chương 2654, cửu toàn, lăng hàn từ trong không gian thần khí lấy ra quần áo thay, sau đó mới hạ xuống, trên mặt che kín nụ cười. Thế nào, nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ vây quanh, mấy nữ khác thì cơ bản là ở trong không gian thần khí đợi. Các nàng rất chờ mong, trên người của lăng hàn lại có màu sắc khác nhau quấn quanh, đây chính là tượng trưng đặc hữu của tiên vương. Lăng hàn lắc đầu, khoảng cách tiên vương còn rất xa, có màu sắc khác nhau quấn quanh, đó là bởi vì máu thiên tôn, không xa, nhưng ngõa lý mở miệng, ánh sáng xanh lục quét lăng hàn một vòng. Hiện tại phòng ngự lũy thừa của ngươi đạt đến 4.800 điểm, chỉ cần đạt đến 5.000 điểm, chính là cấp bậc tiên vương mà các ngươi nói. Cái này cực kỳ khủng bố, phải biết tiên vương cũng là sau khi quy tắc vận chuyển mới có thể nắm giữ lực phòng ngự đối ứng, nhưng thể phách của lăng hàn liền như vậy, vĩnh viễn sẽ không biến mất, cái này so sánh một chút liền biết khủng bố. Lăng hàn bây giờ hiểu được, hắn chỉ biết thể phách của mình tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không cách nào trực tiếp đối kháng tiên khí không nghĩ tới khác biệt kỳ thực đã không lớn lão tổ khổng ra cũng ở một bên nghe nhưng có loại cảm giác rơi vào trong sương mù cái phòng ngự lũy thừa gì nhưng hắn chỉ ít nghe rõ ràng thể phách của lăng hàn rất châu bò sắp tiếp cận cấp bậc tiên vương cũng còn tốt cũng còn tốt không có đạt đến tiên vương bằng không cấm chế trong bảo khố cũng chưa chắc tổn thương được lăng hàn đương nhiên điều này cũng có khả năng là những người này đang cố ý nói khoác Dụng ý là đang cảnh cáo hắn không cần có nhớ nhung gì, ngược lại cũng vô dụng. Bọn họ tiếp tục lên đường, đám người lăng hàn, nữ hoàng một lần nữa mở ra hạn mức tối đa của tu vi, tự nhiên có thể bắt đầu tu luyện nguyên lực, đây thực sự là một quá trình dài dằng dặc, cho dù bọn họ có tinh huyết tổ vương cũng chỉ có thể để cho thời gian giảm thiểu gấp 10 lần đến gấp trăm lần, nhưng vẫn dài đến kinh người. Bọn họ không có che giấu hành tung, hơn nữa cũng rất khó che giấu, bởi vì phải sử dụng từng cái từng cái truyền tống trận, xác suất bị phát hiện quá cao bởi vậy bọn họ đại khái đi hai tháng cuối cùng bị người chặn đường đây là một thanh niên trẻ nhìn qua rất bình thường một thân áo tang thô ra rõ ràng rất trẻ trung nhưng tỏa ra khí thức tang thương thật giống như trải qua quá nhiều chuyện thương tâm để mặt hắn sầu não uất ức hắn chặn ở trên con đường đoàn người lăng hàn cần trải qua còn chuyển một khối đá lớn đặt ở giữa đường mình ngồi ở trên tảng đá hai mắt khép hờ nhưng không che giấu được hắn u buồn ta đến lôi hỏa đại đế sung phong nhận việc Tổn thương của hắn đã hoàn toàn khôi phục, lang hàn luyện chút thuốc chữa thương đỉnh cấp cho hắn, chỉ là tiên phủ mà thôi, tự nhiên không khó. Hơn nữa lang hàn đối với bằng hiếu xưa nay không keo kiệt, cũng cho hắn rất nhiều máu tổ vương, để tu vi của hắn tiến cảnh rất nhanh, sức chiến đấu so với trước mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, hắn nóng lòng muốn thử, lang hàn cười nói, ngươi muốn lên, phòng chừng 10.000 cái người gộp lại cũng không bằng một đầu ngón tay của người ta. Lôi hỏa đại đế tự nhiên không tin tiểu tử ngươi là xem thường ta sao đây là sự thực người trẻ tuổi trên tảng đá kia đột nhiên mở miệng hai mắt mở ra càng là một mảnh trắng xóa thật giống như người mù nhưng có thể dễ dàng đánh bại lôi hỏa hắn làm sao cũng có thể là cao thủ cấp bậc tiên phủ cái này còn quản lý không được một đôi mắt lôi hỏa đại đế giận dữ lăng hàn nói coi như thôi hắn có thể xem là giữa bằng hữu chiêu chọc nhưng ngươi là cái dễ hành nào lăng hàn nhìn về phía người trẻ tuổi kia sưng hô như thế nào Cửu toàn, người trẻ tuổi từ tốn nói, ta có mọi thứ, nhưng cũng ít đi sung sướng, không có thập toàn thập mỹ, cho nên liền gọi cửu toàn. Hổ nữ hiếu kỳ, tại sao không gọi cửu mỹ? Cửu toàn nhìn về phía hổ nữ, bởi vì cửu mỹ là sư muội ta, phải, một đôi kỳ hoa, đừng đổi chủ đề, ta liền kém như thế sao? Lôi hỏa đại đế không cam lòng nói, cửu toàn đứng lên, nhất thời, khí thế đáng sợ giật động, đây là khí thức đặc hữu của thăng nguyên cảnh, nguyên lực rung động, dễ dàng liền xúc động quy tắc thiên địa bởi vì nguyên lực là lực lượng bản nguyên của thế giới càng thêm tiếp cận quy tắc thăng nguyên đại viên mãn lang hàn nói lôi hỏa đại đế nhất thời không lên tiếng đừng nói thăng nguyên đại viên mãn ngay cả thăng nguyên tiểu thành cũng có thể dễ dàng giết chết hắn một vạn lần chúng ta thật giống như chưa từng thấy qua ha lang hàn cười nói không có cửu toàn lắc đầu vậy cũng không thù không oán lang hàn lại hỏi không có cửu toàn vẫn lắc đầu như cũ vậy tại sao phải ngăn cản đường đi của ta cửu toàn thở dài sư mệnh khó trái ồ lang hàn gật gật đầu vậy lệnh sư là ai pháp nan tiên vương cửu toàn cung kính nói không quen biết lang hàn lắc đầu danh húy của sư tổ đại nhân ngươi nhất định sẽ biết ánh mắt cửu toàn sáng ngời như trời nắng lướt qua một đạo phích lịch để lôi hỏa đại đế không tự chủ được nhắm hai mắt lại cửu ngũ thiên tôn lôi hỏa đại đế khiếp sợ hiện tại hắn tự nhiên biết thiên tôn tồn tại mà cửu toàn lại là đồ tôn của một vị thiên tôn, cái này quá dọa người. Hắn vội vã lại mở mắt ra, chỉ thấy Lăng Hàn bước ra một chân, trên người nghiêng về phía trước, nhưng quần áo trên cánh tay lại xuất hiện hai chỗ vỡ, rõ ràng là vũ khí sắc bén bắn ra, chỉnh tề bằng phẳng. Lại nhìn cửu toàn, trong tay hắn không biết lúc nào có thêm một cây đao, hiện tại đang chậm rãi trở vào vỏ. Chen, thân đao rốt cục hoàn toàn tiến vào trong vỏ, phát ra âm thanh lanh lành. Soạt, quần áo trên hai tay lăng hàn hoàn toàn tách ra bay xuống đất nhưng trên cánh tay không có chút vết thương hiển nhiên ngay ở thời điểm lôi hỏa đại đế nhắm mắt lăng hàn đã cùng cử toàn đối đầu một chiêu thậm chí rất nhiều chiêu nhưng lôi hỏa đại đế một chút cảm giác cũng không có nếu không có mở mắt nhìn thấy hắn còn tưởng mình chỉ bình thản nhắm mắt một chút mà thôi hắn thầm hít một ngụm khí lạnh thực lực của hai người này mạnh đến mức độ cỡ nào không sai đáng giá ta ra tay cử toàn hờ hững nói hắn mọi thứ đều có chỉ thiếu sung sướng cũng sẽ không có bất luận nụ cười gì. Chương 2655, bọn buôn người thượng. Ta là Thang Nguyên đại viên mãn, ngươi là Tiểu Thành, vừa vặn cao hơn ngươi hai cảnh giới nhỏ. Đây là Vô Nhạc Thiên Tôn nói, chỉ cần không vượt qua lang Hàn hai cảnh giới nhỏ, ai cũng có thể ra tay với lang Hàn. Đồ tôn của một thiên tôn lại còn sẽ có kiên kỵ, có thể thấy được trận chiến đó của Vô Nhạc Thiên Tôn thực sự là đánh ra một bầu trời, để tất cả mọi người biết, tiên vực còn có thiên tôn thứ tư hơn nữa cực kỳ cường thế. Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng nói, vậy thì đến lĩnh giáo một hồi, hai người cùng bay lên trời, chỉ một lúc sau, giữa bầu trời bùng lên ánh sáng kinh người, từng đạo từng đạo nổ vang chuyển đến, phảng phất như lôi minh. Tất cả mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhưng ngoại trừ hổ nữ, nữ hoàng, nhu yêu nữ, những người khác căn bản thấy không rõ lắm. Lão tổ khổng ra cũng không thấy rõ, bởi vì tu vi của hắn bị phong ấn, ở trong lòng hắn âm thầm cầu khẩn, tốt nhất là cử toàn giết Lăng Hàn, sau đó giết chết những người khác, để hắn có thể thoát phây. Đương nhiên, hắn cũng có lo lắng, vạn nhất cử toàn hung tính quá độ, giết luôn hắn thì làm sao bây giờ. Nhưng chỉ một chút thời gian, liền không còn nổ vang truyền đến, hết thảy khôi phục gió êm sóng lặng. Xeo, một bóng người hạ xuống, chính là Lăng Hàn. Chạy rồi, Lăng Hàn nói, hắn nhìn phương xa, ánh mắt ngưng tụ, không thể không thừa nhận, cử toàn đúng là một đối thủ rất tốt, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối đầu với thể phách kinh người của hắn, cũng chỉ có phần chịu đòn, bởi vậy tự nhiên chỉ có thể bại lui. Đồ tôn của thiên tôn, quả thật có chỗ hơn người, nếu không phải Lăng Hàn vừa đạt được máu thiên tôn, tăng thể phách lên một bước, trận chiến này thắng bại thật rất khó nói. Dù sao, cử toàn có ưu thế hai cảnh giới nhỏ. Xem ra, một đường này sẽ không thái bình, Lăng Hàn lắc đầu, hành tung của bọn họ đã lộ ra, cao thủ của nhất mạch tam đại thiên tôn sẽ không ngừng đến đánh lén bọn họ. Có điều, chỉ cần tiên vương không ra, hắn thật không sợ ai. Bọn họ tiếp tục tiến lên, quả nhiên lại gặp phải từng làn từng làn tập kích, có một người một ngựa đến, cũng có kết bè kết lũ, nhưng không ai không bị lăng hàn đánh chạy, có càng chém giết tại chỗ, cảnh cáo người đến sau. Mấy tháng sau, bọn họ đã tiến vào thất hoa thiên, cũng đi qua một truyền tống trận cuối cùng, hiện tại cần dựa vào bước chân để hoàn thành một đoạn cuối cùng. Ồ, tất cả mọi người hét lên kinh ngạc, phía trước đang có hai làn sóng người huyết chiến, bốn phía thì thi thể ngã đầy đất thời điểm đám người lăng hàn xuất hiện cuộc chiến đấu này cũng sắp đến hồi kết thúc một phương chỉ còn dư lại ba người còn sống sót một phương khác là người đông thế mạnh đã chiếm cứ hoàn toàn thượng phong diệt sạch đối phương không cần bao nhiêu thời gian hắc phong trại làm việc thức thời mau cút phương nhiều người nhìn về phía đám người lăng hàn quát lên hung thần ác sát tình huống này thật giống như rất rõ ràng một nhóm sơn tặc đang đánh cướp bọn họ vừa vặn va vào chỉ là cái này có thể quá khéo hay không một đường lại đây gặp phải nhiều người đánh lén như vậy, tuy đều bị đánh lui, nhưng vì như thế, mình không có tác dụng, hiện tại đến âm A. Lăng Hàn không sợ, cười nói, làm cái gì buôn bán, mang chúng ta cùng một chỗ phát tài A. À. Người của Hắc Phong trại cũng sướng sờ, cái thứ này là cố ý, hay là thật ngốc. Một tên đạo tặc nhìn thấy ba nữ hổ nữ, không khỏi lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi. Ba nữ nhân này không tệ, đi thử xem thực lực của bọn họ. Nhất thời có ba tên sơn tặc nhảy ra ngoài, múa đao bổ tới lăng hàn, lôi hỏa đại đế. Lôi hỏa đại đế căm tức, hắn làm gì a? À? các người không hỏi 3721 liền ra tay với ta, là cảm thấy ta dễ ức hiếp sao. Hắn xông ra ngoài, oành oành oành, chỉ một quyền mà thôi, ba tên sơn tặc kia bị đánh bay, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề té xuống đất. Bởi vì biết những người này là sơn tặc cùng hung cực ác, hắn cũng không có hạ thủ lưu tình, lần này chính là tử thủ. Chỉ là mấy sáng thế cảnh, ngay cả trảm trần cũng chưa đi vào lại dám khiêu khích hắn hắn lôi đình ra tay nhất thời hù những sơn tặc khác sợ gần chết vội vã bỏ chạy ba người may mắn còn sống sót cũng thở phào nhẹ nhõm vội vàng cảm ơn đoàn người lăng hàn chúng ta còn có chuyện quan trọng trước tiên lên đường đợi đến hồng quả thành lại cẩn thận cảm tạ một người nói lăng hàn nguyên bản không có ý định làm anh hùng cũng không có dự định hồi báo nhưng đối phương nói như vậy hắn liền không cao hứng đây cũng quá qua loa ha ngươi không có nói mình tên gì, cũng không có nói vị trí cụ thể, vậy đến Hồng Quả Thành làm sao cảm tạ. Ánh mắt của hắn đảo qua, đám người này hẳn là một đội buôn, tổng cộng có 10 chiếc xe ngựa, khi ánh mắt của hắn đảo qua một chiếc xe ngựa trong đó, chỉ thấy ba người kia lộ ra vẻ xuất sắng. Chúng ta đi cũng mệt mỏi, mượn xe ngựa của các ngươi ngồi một chút a. Lăng Hàn cười nói, một bên bước về phía chiếc xe ngựa kia. Đại nhân, ba người kia vội vã ngăn cản, đến, mời tới chiếc xe ngựa này, to lớn nhất rộng rãi nhất, bên trong bố trí cũng hoa lệ nhất. Cút, lôi hỏa đại đế hừ nói, một tay nhẹ chấn, ba người kia nhất thời ngã trên mặt đất, đau đến rên hừ hừ. Lăng Hàn cười ha ha, nhìn lôi hỏa đại đế biểu thị tán thưởng. Người càng ngày càng có tự giác của tiểu đệ. Cút, lôi hỏa đại đế khó chịu nói. Bọn họ đi tới trước chiếc xe ngựa kia, Lăng Hàn đưa tay mở thùng xe ra, chỉ thấy bên trong lại ngồi hai hàng cô gái, đều dựa lưng vào nhau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ lại đào qua một chút, chỉ thấy trên người mỗi cô gái đều cột dây thừng. Lăng Hàn nhất thời hiểu được, sơn tặc dĩ nhiên là thật sự, nhưng đội buôn này cũng không phải vật gì tốt, dính đến buôn bán nhân khẩu, chẳng trách hắn muốn leo lên chiếc xe ngựa này liền để ba người kia kiêng kỵ như vậy. Một người đột nhiên hét lớn, múa đao nhào về phía hổ nữ, hắn biết sự việc đã bại lộ, vì lẽ đó muốn bắt một cô gái làm con tin, để Lăng Hàn sợ ném chuột vỡ đồ. Hắn vừa ra tay, hai người khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã ra tay theo. Hổ nữ hì hì nở nụ cười, đột nhiên hét lớn một tiếng, oanh, binh khí, quần áo trong tay ba người bị chấn nát tan, da rẻ toàn thân cũng rồn dập dạn nứt, máu tươi ồ ồ tuôn ra, dưới chân như uống say, loạn trò loạn trọng. Trường 2656, bọn buôn người hạ. Lăng Hàn để lôi hỏa đại đế cưỡi mở những cô gái kia, mình nhưng là nhảy xuống xe ngựa, cười nói. Những con buôn các người cũng quá không chuyên nghiệp a, à, làm sao cũng phải chuẩn bị một cái không gian thần khí chứ, Ba người kia ở trong lòng nhổ nước bọt, nếu như bọn họ mua được không gian thần khí, đương nhiên sẽ không mạo hiểm cùng phiền phức như vậy, nhưng bọn họ chỉ là một đám sáng thế cảnh, lại không tinh thông quy tắc không gian, mình lại làm không được a. À. Đều cùng một cuộc, Lăng Hàn ra tay, đùng, chấn ba người này thành mưa máu. Có điều, tùy bọn họ cứu người, nhưng cũng là gánh nặng, lẽ nào có thể vứt một đám nữ nhân yếu đuối ở nơi này sao? Đám người Lăng Hàn không tàn nhẫn như vậy được, không thể làm gì khác hơn là đưa các nữ trở về, cũng còn tốt, nhóm con buôn này cảnh giới thấp kém, cũng không thể lừa gạt đến địa phương quá xa, bởi vậy chỉ hai ngày sau, bọn họ liền đưa người trở lại. Ngoại trừ một người, đây là một tiểu nha đầu khoảng 7-8 tuổi, mặc một bộ váy màu xanh, dáng dấp cực kỳ đáng yêu, bằng không nàng cũng sẽ không bị bọn buôn người coi trọng. Nhưng vấn đề là, nhà đầu này lại là người câm. Khó làm a à, nữ nhân bị lừa gạt khác cũng không biết nhà đầu này là từ đâu tới, đám người lang hàn lại ở thôn trang phụ cận hỏi một vòng lớn, nhưng nơi nào cũng nói không có mất đi một người như vậy sau đó đúng là có người nói làm mất con gái nhưng kết quả lại bị lăng hàn phát hiện người này có giáp tâm khác hoàn toàn là mơ ước sắc đẹp của tiểu nha đầu hết cách rồi đám người lăng hàn không thể làm gì khác hơn là mang tiểu nha đầu theo nha đầu này không biết nói chuyện đương nhiên yên tĩnh nhưng đôi mắt cực kỳ linh động thời khắc ngẫu nhiên còn có trí tuệ nhìn thấu nhân thế để đám người lăng hàn hết sức kinh ngạc tiểu cô nương này đến cùng trải qua cái gì mới sẽ toát ra ánh mắt như thế. Nàng rất đặc thù, chỉ nhìn phương xa, hỏi nàng cái gì cũng không phản ứng chút nào. Đám người lăng hàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu cô nương này tinh khiết như một vũng nước trong vắt, thật không biết nơi nào mới có thể nuôi dưỡng được hài tử xinh đẹp khéo léo như vậy. Điều này làm cho lăng hàn có dự định thu đồ đệ, nhưng tiểu cô nương này ai cũng không để ý tới, muốn thu cũng thu không được. Bọn họ tiếp tục lên đường, bởi vì đã tiến vào thất hoa thiên, vì lẽ đó chỉ sau 14 ngày, bọn họ liền đến vị trí của kho báu. Đương nhiên, những ngày qua bọn họ lại gặp phải mấy lần đánh lén, mấy lần sau không còn là bên ngoài khiêu chiến, mà là phục kích, ám sát, làm như biết đánh nhau chính diện không thể đánh bại Lăng Hàn. Nhưng những cái này không thể tạo thành bất luận quấy nhiễu gì với Lăng Hàn, thể phách hầu như đạt đến cấp độ tiên vương, chỉ cần tiên vương không ra, vậy chỉ có cầm tiên khí trực tiếp chém chúng hắn mới có thể tạo thành thương tổn. Hiện nay ngoại trừ lão tổ khổng ra, vẫn không có thăng nguyên cảnh nào cầm được ra tiên khí, từ điểm đó mà nói, lão tổ khổng gia thực sự là châu bò hơn môn đồ của thiên tôn. Đây là một núi hoang âm u đầy tử khí, không nhìn ra một chút xíu địa phương lạ kỳ gì. Nhưng bọn họ đều không có phát hiện, sau khi đi tới nơi này, tiểu nha đầu kia. Đám người lăng hàn thấy nàng vẫn mặc quần áo màu xanh không chịu đổi, liền gọi nàng là thanh thanh, luôn xoay chuyển ánh mắt, cả người thật giống như tỉnh hồn vậy. Lão tổ khổng gia trái làm phải làm, bận việc một ngày, núi hoang dưới chân đột nhiên hiện ra một con đường lăng hàn không để lão tổ khổng ra đi ở phía trước mà sách ở trong tay như vậy nếu thật sự gặp được nguy hiểm gì hắn cũng có thể ném lão tổ khổng ra ra ngoài chặn tai họa bọn họ đi vào không lâu lối vào phía sau tự mình đóng kín núi hoang lại khôi phục dáng dấp ban đầu trong thông đạo cực kỳ âm u nhưng theo tiếng bước chân đạp 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 của bọn họ vang lên cái thông đạo này lại từng đoạn sáng lên đỉnh đầu là từng khối từng khối minh ngọc giống như đá sẽ tự mình phát sáng rất nhanh làm cho cả đường nối trở nên sáng rực Đường núi không dài, một lúc sau, phía trước bọn họ liền rộng rãi sáng sủa, hiện ra một khu vực cực lớn, chỉ thấy bọn họ đang ở trước một cửa sơn động, phía trước có một quần thể kiến trúc, đại khái ở ngoài ngàn trường. Những kiến trúc này cực kỳ tinh mỹ, đồng thời cũng rất đại khí, trên cây cột chạm trổ rồng phượng, mà bốn phía lại có trúc tử liên miên, đang nhẹ nhàng giật động. Đây chính là kho báu, lão tổ khổng ra nói, vậy thì đi đi, bọn họ bay xuống vách núi, nhưng phát hiện toàn bộ quần thể kiến trúc đều bị một loại lực lượng bảo vệ, không cách nào trực tiếp tiến vào. Kỳ thực Lăng Hàn có thể thử nghiệm rất nhiều biện pháp, tỉ như dùng tiên ma kiếm chém, lại tỉ như để ngõa lý đi tính toán, đều có khả năng phá hoại tầng bảo vệ này, nhưng đã có lão tổ khổng ra, hà tất đi phí cái chắc trở này. Đến đây đi, dẫn đường, lão tổ khổng ra mang theo bọn họ đi tới trước quần thể kiến trúc, không biết thao túng món đồ gì, bọn họ liền thông suốt đi vào. Kiến trúc ở nơi này, phía trước đều rất phổ thông chỉ là dùng để cho người cư trú lão tổ khổng gia nói chỉ có trong bảy kiến trúc cuối cùng mới cất dấu bảo bối vì lẽ đó không cần lãng phí thời gian ở mặt trước mặc dù hắn nói như vậy nhưng mọi người lại há có thể dễ dàng tin tưởng tìm tòi từng gian kiến trúc nhưng xác thực như lão tổ khổng gia nói ở trong đó không có vật giá trị gì sau khi cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi từng gian phòng bọn họ rốt cục đến trước bảy gian kiến trúc cuối cùng cái này rõ ràng muốn so với phòng của hắn lớn hơn nữa bảy gian phòng bố cục cũng cực kỳ kỳ diệu cũng vậy trong lúc đó có tư thế hô ứng đây là thất tinh bố cục mà ở chính giữa gian phòng kia càng là vô cùng lớn như đế hoàng làm sao tiến vào lăng hàn hỏi nhưng lão tổ khổng gia nói dựa theo ước định ta đã mang các ngươi đến nơi này các ngươi có phải là nên thả ta đi không ha ha người cái này không khỏi cũng quá tự biên tự diễn đi lăng hàn vỗ vỗ vai của lão tổ khổng gia ai đáp ứng thả hắn đi. Lão tổ khổng ra đương nhiên cũng biết điểm ấy, hắn có kè mặc cả nói. Muốn ta mở cấm chế cũng được, các người trước tiên cần phải giải ràng buộc tu vi của ta. Hắn bây giờ không khác biệt người bình thường, chương 2657, phá giải cấm chế. Người trước tiên ở một bên đợi đi, lăng hàn đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, sau đó nhìn ngõ lý nói. Có muốn hay không đồ vật thân thiết, muốn liền cấm chế nơi này cho phá giải, người đây là đang lợi dụng ta, Ngõ Lý lại thông minh hơn rồi, nhìn lang Hàn kháng nghị nói. Lang Hàn cười ha ha, vậy tùy ý ngươi, nếu như ta mở ra cấm chế, vậy đồ vật bên trong ngươi một chút cũng đừng nghĩ mỏ đến. Ngươi đến mở ra, liền theo đầu người phân ngươi một bộ phận. Ngõ Lý tính toán một chút, gật đầu đồng ý, chúng nữ cũng lắc đầu, nói đến năng lực tính toán, Ngõ Lý thật có thể nói là thông minh tuyệt đỉnh, không người nào có thể so sánh. Nhưng nói đến đạo lý đối nhân xử thế, con hàng này là cấp bậc cực thấp. Lăng Hàn phá cấm chế, bảo vật không có phần của hắn, vậy hắn phá được, không phải cũng không cần cho Lăng Hàn sao? Hắn lại đồng ý phương án phân phối của Lăng Hàn, thực là hết nói nổi, bởi vì ở ngõ lý xem ra, bọn họ nhiều người như vậy phân phối, mình chỉ lấy một bộ phận là cực kỳ hợp lý. Cái phu quân này thực sự là, người cũng bấy, không phải người cũng bấy. Ngõ lý tiến lên, đi chưa được mấy bước, chỉ thấy trên đất đột nhiên phát ra ánh sáng, chém về phía hắn, tiệt sáng này cực kỳ đáng sợ. Chỉ ít là cấp bậc thăng nguyên cảnh đại viên mãn xèo ánh sáng chém nhanh nhưng ngõ lý lùi càng nhanh hơn từ một ý nghĩa nào đó mà nói hắn cũng là thể tu không cần lực lượng quy tắc mà dựa vào lực lượng thiên địa phát huy lực bảo phát càng mạnh hơn hào quang chém qua nhưng tước cái không lão tổ khổng gia nhất thời lộ ra kinh sợ lúc trước hắn tiến vào nơi này thứ nhất là đầu óc không sáng suốt thứ hai là lực lượng có hạn bị đạo quang mang này chém chúng chịu tổn thương rất nặng nhưng cũng bởi vì như vậy, hắn mới chính thức ý thức được tầm quan trọng của kho báu này. Nhưng hiện tại, ngõ lý lại dễ dàng liền lướt qua, điều này làm cho trong lòng hắn nhất thời không thăng bằng. Ngõ lý tiếp tục đi tới, mà ánh sáng cũng một đạo tiếp theo một đạo chém ra, nhưng không có một đạo chém chúng hắn. Một lúc sau, ngõ lý liền ngừng lại, không có cử động nữa, trong đôi mắt bùng lên ánh sáng, hẳn là đang tiến hành tính toán. Qua thời gian rất dài, hắn mới mở hai mắt ra nói. Đi theo ta, một bước cũng không được sai lệch, hắn đi ở phía trước, tất cả mọi người theo sau, lão tổ khổng gia vẫn bị lăng hàn mang theo như cũ. Vài bước sau, lão tổ khổng gia liền lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì ngõ lý thật phá giải được cấm chế trong kiến trúc này. Hắn không thể tin tưởng, phải biết lúc trước hắn mỗi đi một bước đều trả cái giá to lớn, chịu nội thương nghiêm trọng, cần tiêu tốn mấy vạn năm mới có thể khôi phục, tiến hành thử nghiệm bước kế tiếp. Có rất nhiều thời điểm, hắn cũng muốn từ bỏ, bởi vì quá dằn vặt, nhưng ngõ lý không có bị đánh trúng một hồi, chỉ thử nghiệm mấy lần mà thôi, liền phá giải cấm chế, để trong lòng hắn làm sao có thể cân bằng. Hắn lại làm sao biết, ngõ lý là kết tinh hơn mấy trăm kỷ nguyên của một vị diệt, nếu không thể phá giải cấm chế do một vị tiên vương bày xuống, vậy huyền nghịch vị diện còn có tư cách gì đi xâm lấn dị vực. Ngõ lý dẫn đường, rất nhanh tiến vào trong kiến trúc này. Sau khi đi vào, chỉ thấy nơi này xếp một loạt cái giá, phía trên bầy đủ loại đồ vật, đại bộ phận là đan dược, nhưng rất nhiều cái giá đã trống rỗng, hiển nhiên là bị lão tổ khổng ra lấy đi. Chờ đã, ngõ lý nói, nơi này có chỗ khống chế then chốt, chỉ cần ta đóng lại, vậy cấm chế nơi này sẽ biến mất toàn bộ. Có điều, cấm chế này kỳ thực còn có công năng bảo đảm chất lượng cất giữ, sau khi đóng, những thứ kia sẽ chậm rãi không tốt. Lang Hàn cười nói, không sao, ngõ lý đi thao tác, rất nhanh hắn liền gật gù. Được rồi, Lang Hàn tiến lên, quả nhiên không có phản ứng chút nào, thật giống như nơi này thành một gian nhà phổ thông. Giật mình nhất thuộc về lão tổ khổng gia, nguyên bản kế hoạch của hắn là có kè mặc cả, trước tiên giải cấm chế trên người mình, lại lợi dụng hắn quen thuộc nơi này, gài bẫy chết toàn bộ đám người lang hàn ở bên trong. Nhưng tuyệt đối không ngờ, có ngõ lý, những cấm chế này liền vô dụng. Thanh Thanh cũng hơi chớp con mắt một cái, nhìn về phía ngõ lý, thật giống như hiếu kỳ. Đám người lang hàn quét lớn, những thứ kia bị lão tổ khổng gia lấy đi đại bộ phận, nhưng vẫn còn lại rất nhiều, đại bộ phận là đan dược, cũng có chút vật tư khác, tỉ như ngọc thạch quý giá, đối với tu luyện rất có trợ giúp. Những thứ đồ này đối với ngõ lý đều không có trợ giúp, bởi vậy, Lăng Hàn liền ký giấy nợ, sau này lấy thêm tiên kim cho hắn. Giao dịch chịu thiệt như thế cũng chỉ có ngõ lý mới làm, nhưng ngõ lý không cảm giác chịu thiệt, rất tích cực đi phá giải cấm chế gian phòng thứ hai. Lăng Hàn kiểm tra đan dược, quả nhiên, đây tuyệt đối là tác phẩm của một vị ngũ tinh đan sư, đại bộ phận đan dược luyện linh đều đạt đến bát luyện, có số ít mấy viên thậm chí đạt đến thủ luyện, nhưng chỉ có một viên đạt đến độ cao của thập luyện. Lăng Hàn tỉ mỉ nghiên cứu, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ bừng tình. Hắn ở trên luyện linh đã sớm đạt đến cửu luyện, nhưng chậm chạp không có bước ra thập luyện, bởi vậy không cách nào trở thành ngũ tinh đan sư, chủ yếu là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đan dược thập luyện, hết thảy đều là tự tin tòi. Nhưng hiện tại có một viên đan dược thập luyện đặt ở trước mặt, để hắn tham chiếu, tự nhiên không ngừng hiểu ra. Thời điểm hắn suy nghĩ, Ngõ lý đã thế như trẻ tre mà giải hết cấm chế của gian phòng thứ hai, giống gian thứ nhất, đại bộ phận đều là đan dược, nhưng bị lão tổ khổng ra mang đi đại bộ phận. Đan dược thập luyện nơi này vẫn rất ít, vẻn vẹn hai viên, nhưng cấp bậc tứ tinh, không có đại dược cấp bậc tiên vương. Lăng Hàn chỉ lấy đan dược thập luyện, này với hắn có giúp đỡ cực lớn. Lôi hỏa đại đế hưng phấn đến không ngậm mồm được, liều mạng thu lấy đan dược, nhưng tốc độ của hắn sao có thể so với các nữ hổ nữ, chỉ có thể hô to gọi nhỏ chưa chút cho ta, chưa chút cho ta. Hắn cực kỳ cảm khái, nếu không phải lão già chết tiệt kia, ta đã sớm trở thành tiên vương. Nơi này đan dược vô số, lại thêm tư chất của hắn cũng không tinh yếu, rất có khả năng thành tựu tiên vương. lang Hàn đả kích hắn nói, tiên lộ mỗi 10 tỷ năm mới mở ra một lần, coi như ngươi đạt được bảo tàng này, hiện tại cũng chỉ có thể ở thang nguyên cảnh khổ sở dần vặt. Chương 2658, phòng thứ 7. Ngươi không chào phúng ta sẽ chết sao? Lôi hỏa đại đế tức giận nói, cái thứ này lại lấy đả kích hắn làm vui, không phải là lúc trước thời điểm truyền tiểu tử này thần thông kéo khẩu vị một hồi sao. Lăng hàn cười ha ha, không lại đi để ý đến hắn. Lão tổ khổng ra muốn tan vỡ, hắn là bỏ ra vài tỷ năm mới đào hết hơn nửa địa phương, nhưng đoàn người lăng hàn ngược lại tốt, tùy tùy tiện tiện liền phá tan cấm chế, nhìn dáng dấp thật sự có khả năng một ngày liền chuyển hết nơi này. Người so với người, thực sự là tức chết người, cả người hắn tỏa ra hàn ý, bởi vì tác dụng của hắn đã không còn không có chỗ trống cò kè mặc cả gì vạn nhất đám người lăng hàn muốn giết hắn vậy căn bản không cần do dự quả nhiên lôi hỏa đại đế nhìn lại hắn tự nhiên hận lão tổ khổng gia nhất đoạt cơ duyên của hắn không tính lúc trước còn xém chút đánh cho hắn hồn phi phách tán ha ha hết thảy đều dễ thương lược đan dược cùng vật phẩm lấy đi ta đều sẽ đưa cho ngươi lão tổ khổng gia vội vã cười nói hắn nửa điểm cũng không muốn chết không cần Lôi hỏa đại đế từng chữ từng chữ nói, đưa tay ra, đùng, lão tổ khổng ra liền bị chấn thành mưa máu. Ngõa lý tuyệt đối là tồn tại giống như con bò già, khổ cực cây cấy, không có một câu oán hận, rất nhanh mở ra cấm chế của sáu gian phòng, nhưng thời điểm đi tới phòng thứ bảy, hắn ngừng lại. Cấm chế này, là tử cấm, chỉ có thể lấy bạo lực phá tan. Hắn nói, tốc độ khuôn đồ của đám người lăng hàn vẫn không có nhanh bằng hắn phá giải, bởi vậy bọn họ cũng không vội, mà đi tới gian phòng thứ ba giống hai gian trước, nơi này cơ bản vẫn là đan dược. Sau đó thứ tư, đã xuất hiện bảo khí, các loại cấp bậc đều có, tương tự bị lấy đi đại bộ phận, nhưng không có tiên khí tồn tại, không biết lão tổ khổng ra đi vận khí cứ chó gì, lại có thể đạt được lục ca tiên kiếm. Thứ năm giống thứ tư, nhưng thời điểm ở phòng thứ sáu, rốt cuộc xuất hiện tiên kim. Đây là kim loại màu tím to bằng đầu nắm tay, tỏa ra ánh sáng lung linh, vui tai vui mắt. Tử dương thiên thần kim, lang hàn nhận ra được, Tiên kim, lôi hỏa đại đế kích động hỏi, lang hàn gật đầu, tiên kim, không thể không nói, ngõ lý thật quá thành thật, thậm chí thành thật đến để người ta muốn bóp cổ hắn, phát hiện tiên kim lại không có lặng yên lấy đi. Lôi hỏa đại đế hưng phấn một trận, nhưng lắc đầu. Quên đi, vẫn là cho ta vài món bảo khí cấp bậc thăng nguyên cảnh đi, bằng không, lấy thực lực của ta cũng không có khả năng nắm giữ, vừa mới lấy ra sẽ bị người cướp. Đây là lời nói thật, không có đủ thực lực, nhưng nắm giữ bảo vật giá trị kinh người vậy chính là đang gọi người đến cướp. Hơn nữa, đối với lôi hỏa đại đế mà nói, hiện tại hiển nhiên là truyền tiên khí của tiên phủ cảnh càng tốt hơn, có thể bùng nổ ra hoàn toàn uy lực. Lăng Hàn có chút kỳ quái, hắn vốn tưởng rằng chủ nhân cũ của nơi này hẳn là một ngũ tinh đan sư, nhưng hiện tại đến xem, tựa hồ lại rất am hiểu luyện khí, nhân tài như vậy cực kỳ hiếm thấy. Nơi này có một tiên khí, bị lão tổ khổng ra lấy đi, hiện tại rơi vào trong tay Lăng Hàn, mà đan dược cấp bậc ngũ tinh nhiều đến ba viên, hẳn là không có bị lão tổ khổng gia cầm bọn họ lấy sạch sau đó đi tới gian phòng thứ bảy thất tinh hội tụ đây là trung tinh vị không thể phá giải lang hàn hỏi ngõ lý không thể ngõ lý lắc đầu lực lượng không vượt qua cường độ của tử cấm như vậy liền không thể làm gì mà lực lượng vượt qua thì tử cấm sẽ hoàn toàn phá hủy gian phòng này Lăng hàn hiếu kỳ trong bảy gian phòng ba gian bày đan dược ba gian bày bảo khí trong đó có đan dược cùng tiên binh cấp bậc tiên vương như vậy gian này bảo vệ càng tốt hơn này sẽ cất giấu cái gì. Tất cả mọi người vòng quanh gian phòng, nhưng ngay cả ngõ lý cũng không có cách nào, bọn họ tự nhiên càng không xong, sau khi chuyển vài vòng, cũng chỉ có phần thở dài. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Thanh Thanh đi ra, duỗi tay nhỏ lên tường phòng xoa xoa. Ngược lại tiểu nha đầu cũng không tạo thành phá hoại gì, mà cấm chế này là nhằm vào bản thân gian phòng thứ bảy, bởi vậy đưa tay tới cũng sẽ không sản sinh nguy hiểm, đám người lang hàn không có đi quản. Tuy còn có một gian phòng chưa mở ra, nhưng hiện tại thu hoạch đã cực kỳ kinh người. Lăng Hàn gật đầu, hắn đạt được vài đan dược thập luyện, đây đối với hắn bước vào ngũ tinh đan sư trợ giúp rất lớn. Tất cả mọi người gật đầu, không mở ra thì có biện pháp gì đây? Đi thôi, bọn họ xoay người, muốn rời đi, nhưng mới đi ra vài bước, chỉ nghe phía sau truyền ra âm thanh thẻ thẻ thẻ. Cả đám quay đầu, chỉ thấy tầng ngoài gian phòng thứ bảy lại có từng vết nứt xuất hiện. Không phải bản thân gian phòng, mà là bên ngoài, thật giống như không khí hóa thành thực chất, sau đó nứt ra. Oanh, không khí giống như thủy tinh từng tầng từng tầng hạ xuống. Cấm chế, phá giải, tất cả mọi người kinh ngạc, mới vừa rồi còn nói hoặc là phá không được cấm chế, hoặc là cấm chế sẽ phá hủy gian phòng, làm sao hiện tại cấm chế phá, nhưng gian phòng không phá. Bọn họ nhìn về phía ngõ lý, ngõ lý cũng mở mịt, hai con mắt lóe lên kịch liệt, đang tiến hành tính toán điên cuồng, hắn đối với chuyện như vậy cũng tràn đầy khó hiểu cấm chế thật phá giải nhưng không có phản ứng tiếp sau có thể là vì thanh thanh hay không như yêu nữ nói bọn họ nhìn về phía thanh thanh nhưng lập tức lắc đầu thấy thế nào tiểu nha đầu này cũng không giống như nắm giữ năng lực đặc thù gì a à. nếu cấm chế đã mở ra vậy liền vào xem một chút đi lang hàn nói một bên lấy tiền ma kiếm ra hiện tại hắn không có hắc tháp thiếu một bảo khí mạnh nhất che chở đối mặt tình huống không biết này tuyệt đối không thể bất cẩn cẩn thận nữ hoàng quan tâm nói Lăng Hàn gật đầu, nhưng tóm lấy ngõ lý tre ở phía trước, cái thứ này bị tiên vương đánh nát cũng không chết được, dùng để làm tấm khiên là tốt nhất rồi. Mọi người nhất thời vô ngữ, cái phu quân này nói tới rõng rạc, nhưng kết quả lại cầm ngõ lý làm công sự, quả thực. Đáng thẹn, nhưng ngõ lý lại không hiểu ra sao, ngươi nắm ta làm gì, sợ ngươi té ngã, Lăng Hàn thuận miệng nói, ngõ lý càng thêm kỳ quái, ta có tính cân bằng mạnh mẽ, cho dù ở dưới trạng thái mất trọng lượng cũng sẽ không té ngã, không cần ngươi cầm lấy ta. chương 2659, cường giả nhập cảnh. Không có chuyện gì, coi như là kính giả dạ yêu trẻ a à. Lăng Hàn tiếp tục nói bậy, cái này ở người khác một chút liền có thể nhìn ra là cái gì, nhưng ngõa lý phải thông qua phân tích tính toán mới có thể phản ứng lại. Nhưng hiện nay hắn đang phân tích gian phòng thứ bảy, hệ số nguy hiểm vô hạn tiếp cận không, bởi vậy, hắn tự nhiên phân tích không ra Lăng Hàn làm như thế mục đích là gì. Chỉ nói phân tích, ngõa lý tuyệt đối là siêu nhất lưu, ngay cả thiên tôn cũng không sánh được, nhưng nói đến phán đoán nhân tính, hắn là cấp bậc hải nhi. Ngõ lý đầy mặt mờ mịt, nhưng gật gù, đối với lý do lính dạ yêu trẻ này hắn là tiếp nhận rồi, bởi vì hắn xác thực rất già. lang Hàn mang theo ngõ lý đi vào, Thanh Thanh cũng muốn đi vào, lại bị nhu yêu nữ nắm lấy, nhìn nàng lắc đầu một cái. Nguy hiểm, Thanh Thanh cũng đầy mặt mờ mịt, nhìn nhu yêu nữ, dáng dấp có thể cùng ngõ lý liều một trận. lang Hàn đi rất chậm, tay phải cầm tiên ma kiếm làm vũ khí, tay trái mang theo ngõ lý làm thuẫn, thận trọng từng bước, hắn cũng không biết nơi này có nguy hiểm gì, tự nhiên phải cẩn thận. Trong phòng đen thui, thật giống như một cái miệng quái thú. Có điều, khi Lăng Hàn đi tới nơi sâu xa, chỉ thấy bốn phía sáng rực, gian phòng trước còn đen thui trong nháy mắt trở nên rộng thoáng. Ánh mắt hắn híp lại, đánh giá một hồi, gian phòng này hoàn toàn khác hắn tưởng tượng, không có cái giá hay tủ sách gì đó, mà là ở vị trí chính giữa, bày đặt một tấm gương to lớn. Đây là trí bảo gì, cần dùng cấm chế hình thức tự hủy bảo vệ. Chủ nhân tạo ra nó, rồi lại gắt xó, một bộ do dự không đành lòng hủy diệt, lại không muốn để cho người đạt được, để lang Hàn cực kỳ hiếu kỳ. Hắn tiện tay thả ngõa lý xuống, nhìn sang tấm gương, chỉ thấy trong gương xuất hiện cái bóng của hắn, nhưng nhìn kỹ, bóng người của hắn biến mất rồi, thay vào đó chính là một vùng sao trời. Lại nhìn, tinh không cũng biến mất rồi, đã biến thành đồ vật lang Hàn không thể xem hiểu. Đây là, vị diện tỏa độ, ngõa lý đột nhiên mở miệng, biểu hiện có chút kích động. Cái gì là vị diện tọa độ? Lăng Hàn hỏi, ngõ lý suy nghĩ một chút, mới nói. Giống như chúng ta muốn đi vào vị diện khác, chỉ có thể đi thông đạo hai giới. Nhưng một vị diện luôn có không gian điểm yếu, nếu như bị cường giả tìm được, liền có thể lấy thủ đoạn vô thượng trực tiếp lại đây. Vậy chúng ta có thể mượn dùng đồ chơi này đi vị diện khác? Lăng Hàn hỏi, ngõ lý lắc đầu, người sáng tạo cơ khí này hiển nhiên ở trên quy tắc không gian nắm giữ trình độ kinh người, hắn tìm được điểm yếu kém của vị diện các ngươi đương nhiên cũng có khả năng là sai lầm chỉ có cường giả vị diện khác mới có khả năng đi tới nơi này lang hàn không khỏi thất vọng chỉ có người khác mới có thể đi vào bọn họ lại không ra được vậy đồ chơi này thực quá vô bổ chẳng trách chủ nhân nơi này hạ xuống tử cấm bởi vì một khi đồ chơi này khởi động liền có thể dẫn sói vào nhà vật này giữ lại là hỏa lang hàn trầm ngâm nói phải phá hủy chủ nhân cũ hẳn là không nỡ dù sao cũng là tâm huyết hơn nữa đồ chơi này đúng là đồ vật vượt thời đại, nhưng hắn hiển nhiên cũng biết độ nguy hiểm, lấy phương thức sinh tử cấm gia trì. Ngõ lý không nói gì, chỉ không ngừng quét hình tấm gương. Lăng Hàn dùng tiên ma kiếm, nhún người nhảy lên, tước về phía chiếc gương kia. Đúng lúc này, chuyện quái dị phát sinh, tấm gương đột nhiên tự mình phát sáng, sau đó xèo 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 xoay tròn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngõ lý, Lăng Hàn nhìn ngõ lý, sẽ không phải hắn khởi động cái gương này chứ. Ngõ lý không đáp, chỉ duy trì ánh sáng xanh lục quét hình. Lăng Hàn giống lên một tiếng, tiên ma kiếm cử động, xèo, một luồng ánh kiếm chém ra, như cự long quét về phía tấm gương. Vù, một luồng khí tức đáng sợ lưu chuyển, phảng phất như bầu trời cũng muốn sụp đổ. Kiếm khí còn chưa chém tới liền sụp đổ, hóa thành pháo bông rơi ra. Hí, Lăng Hàn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, tấm gương này là một loại bảo khí, hoặc là như Ngõa Lý nói, là một cái cơ khí, có thể ở trong vô số vị diện đánh dấu ra vị trí của tiên vực. Trở thành ngọn đèn sáng Cường giả vô thường có thể thông qua ngọn đèn sáng này chỉ dẫn Xuyên qua vị diện mà tới Đây là một điểm yếu Có thể bị xuyên thấu Trước lang hàn không lo lắng Thứ nhất tấm gương không có bị kích hoạt Thứ hai coi như kích hoạt rồi Cũng hẳn không có cường giả nào nhàn như thế Vẫn lưu ý trong nguyên thế giới đột nhiên nhiều một ngọn đèn sáng chỉ dẫn hay không Lại nói Điểm yếu kém này có phải là chính xác hay không còn chưa biết Nhưng lang hàn thật muốn chửi má nó Ba điều kiện tất yếu lại toàn bộ đủ Khí tức khủng bố như vậy, tuyệt đối là ngang hàng đám người cửu ngũ, vô nhạc thiên tôn. "Ai, ai muốn lại đây?" Lăng Hàn hét lớn một tiếng, nếu như cái này là dị vực thiên tôn, không biết sẽ tạo thành phá hoại tính chất hủy diệt gì. Hắn vung kiếm chém liên tục, xèo xèo xèo, từng đạo từng đạo kiếm khí cắt ra, như rồng bay múa đầy trời. Nhưng mà, trong gương phát ra khí thế còn tăng lên, để kiếm khí của tiên ma kiếm căn bản không thể chạm đến. Lăng Hàn muốn trực tiếp sử dụng kiếm chém nhưng ngay cả tư cách gần người cũng không có. Ở dưới cổ khí thế này, bầu trời đều muốn nằm dạp. Oanh, trên đỉnh đầu, có mây đen cuồn cuộn, thiên kiếp đang hình thành. Đây là thiên địa tiên vực bắt đầu phản ứng, một sinh linh vô cùng mạnh mẽ muốn đi vào vị diện này, để thiên địa như gặp đại địch. Tồn tại cấp bậc thiên tôn, không ở dưới sự khống chế của quy tắc, vốn là phá hoại tính cân bằng. Các nữ cùng lôi hỏa đại đế đi vào, thấy cảnh này cũng kinh ngạc đến ngây người, mà ở dưới khí thế chí cao vô thượng kia, mỗi người như nhún ra, không tự chủ được có quắp ngồi dưới đất. Chỉ có một người ngoại lệ, thanh thanh, cái này quá kinh người, khí thế cấp bậc thiên tôn, nhưng một nhà đầu nho nhỏ lại có thể không sợ. Muốn chặn khí thế của thiên tôn, làm sao cũng đến tiên vương tầng 8, tầng 9, tiểu cô nương này có khả năng là cường giả như vậy sao? Trong ánh mắt của Thanh Thanh vẫn tràn ngập mê man như cũ, nhưng chăm chú nhìn vào chiếc gương kia, lại đang chậm chậm trở nên sáng tỏ, trên người mơ hồ có cỗ khí tức trí cường phun trào. Đúng lúc này, Mặt kính loáng một cái, như mặt nước tựa như bắt đầu dập dờn.